Thí dụ giống ai nè? À, thí dụ em có hình, em hình mẫu. Hình mẫu luôn. Dạ. Rồi đây, 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 đây. Đi xem người yêu rồi kiếm con hình mẫu luôn. Toàn là diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ nổi tiếng không à? Toàn gọi làm dấu luôn đi. Cô gái phải có má lúm đồng tiền thế này làm dấu luôn nè. Rồi có nụ cười như cô này nè. Cái gì trời? Rồi có đôi mắt như cô này nè. Có dáng như hoa hậu này nè. Ừ, ghép hết mấy nó lại nó dĩ luôn. Bạn có tin vào cái tiếng sét ái tình không? Tin chứ. Bạn có tin rằng ngày mai bạn sẽ gặp tiếng sét không? Có thể. Trời đất ơi, trả lời đơn giản vậy đó hả? Đơn giản chứ giờ sao? Nó sét đánh thì phải chịu chứ. Hồi đó giờ có bị tiếng sét nào chưa? Có. Mấy cái rồi? Đánh hoài. Đánh hoài mà cũng ế. Ôi trời ơi, tôi biết là bạn chưa gặp tiếng sét tình đâu. Gặp tiếng sét tình sẽ thấy được rằng cái tình yêu nó dữ dội lắm, tình yêu nó tuyệt vời lắm. Tất cả những buồn vui tiền bạc quên hết. Lúc đó chỉ biết mắt nhìn mắt thôi. Và hôm nay hy vọng rằng có tiếng sét ái tình dành cho các cặp đôi của mình. Đúng vậy, chúng ta sẽ đến với hai cặp đôi ngày hôm nay. Anh ăn xuống. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi đầu tiên bước ra sân khấu. Em chào chị, chào tất cả các bạn. Em tên là Hồ Thị Hoài Thu, năm nay em 23 tuổi. Em đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi, chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời. Xin chào. Bên kia là Hồ Hoài Thu. Bạn tên là gì? Em tên là Nguyễn Hoàng Minh. Đang làm nghề gì? Em đang là nhân viên IT. Em năm nay 25 tuổi. 25 tuổi. Có người yêu rồi? Dạ chưa. Có rồi? Chưa. Có rồi? Chưa. Hồi xưa giờ có chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Chưa. Chưa một lần nào có người yêu? Dạ. À đấy. Sao mà chưa bao giờ vậy? Có người yêu. Có khiếm khuyết gì không? Do chưa đạt đủ tiêu chuẩn của em. Hả? Chưa đủ ba tiêu chuẩn của em đưa ra. Tiêu chuẩn gì? Thứ nhất là bạn nữ phải cao trên 1m60. Cái thứ hai? Phải có nụ cười đẹp, có đôi mắt nai. Mắt nai. Mắt trâu được không? Thí dụ giống ai nè? Em có hình, em có hình mẫu. Hình mẫu luôn? Dạ. Rồi đây, đây, đây. Đi xem người yêu rồi kiếm có hình mẫu luôn. Toàn là diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ nổi tiếng không à? Toàn gọi làm dấu luôn đi. Cô gái phải có má lúm đồng tiền thế này làm dấu luôn nè. Rồi có nụ cười như cô này nè. Cái gì vậy trời? Rồi có đôi mắt như cô này nè. Có dáng như hoa hậu này nè. Ừ, ghép hết mấy đó lại nó dĩ luôn á. Bạn lựa đến trường chuẩn đó từ lúc nào? Từ khi bước chân vào đại học. Tự nhiên sao lại đặt ra cái chuẩn như vậy? Tại vì em yêu thích cái đẹp. Em thích những cái đặc điểm như vậy nên em cố gắng tìm kiếm những người được như vậy. Giống hệt vậy mà lớn hơn em 10 tuổi được không? Dạ cũng được. Nè chị có mấy đúng đồng tiền là cưng qua đây. Còn hơn là đi thi cái gì mà xét duyệt gì mà làm thấy ghê luôn vậy. Em đừng có bị người ta áp đảo tinh thần nha. Giờ chị hỏi em, bên kia chưa có bạn gái đó, em có bạn trai chưa? Dạ em chưa. Chưa luôn? Dạ. Từ đó giờ chưa luôn? Dạ chưa. Em có đem tiêu hình về tiêu chuẩn của em không? Dạ em thì không có yêu cầu cao về ngoại hình ạ. Cao hơn em thì khoảng từ 1m68 trở lên ạ. Em thích những người mà hiền lành á, không có nói nhiều lắm. Rồi em không thích bạn trai em những điều gì? Em không thích bạn trai của em hút thuốc lá. Bên kia có hút thuốc không? Dạ không. Rồi lớn nó mạnh mẽ quá. Tiếp nhìn em. Không dính dáng đến tệ nạn xã hội ạ, như là cờ bạc, ma túy, hút chích. Có không? Sao nãy dạ không mạnh mà giờ dạ cái gì suy nghĩ vậy? Cờ bạc thì cũng ít ít. Trời ơi. Không, lâu lâu mới chơi. Chơi cho vui. Còn không thích cái gì nữa nói hết luôn. Vũ phu ạ. Bên kia có đánh phụ nữ không? Không bao giờ. Rồi gì nữa em? Em muốn anh ấy là người thích chơi thể thao, nói chung là ưa vận động. Có rồi. Em có chạy bộ buổi sáng. Không, có. Chị tin. Có bạn này có cái gì là nói liền, còn không có là phải suy nghĩ. Không có ngồi. Trả lời nhanh là biết là có rồi đó. Bạn gái em đưa ra tiêu chuẩn như vậy, em cũng đưa tiêu chuẩn như vậy rồi. Yeah. Nhưng mà hỏi em là em đưa tiêu chuẩn anh nghĩ rằng hơi cao đó. Yeah. Em nghĩ rằng mình có tiêu chuẩn gì mà đưa ra tiêu chuẩn như vậy? Em có ưu điểm là không bao giờ hứa hẹn bất cứ điều gì mình không thực hiện được. Cho nên từ đó giờ em chưa bao giờ hứa gì hết trơn đúng không? Dạ vì không. Cái gì cũng cái gì mình làm được. Được trong khả năng của mình. Ví dụ là cái gì? Tôi nói nghe thử rồi. Giả sử bạn rủ đi chơi mình nghĩ là hôm đó mình đi được thì mình vẫn đi. Phải hứa. Trời ơi, là trời. Còn đi không được thì bảo không đi. Có cái gì to lớn hơn cái vụ đi chơi đó không?
không hút thuốc lá. À. Rồi yêu động vật. Quan điểm sống của em như thế nào? À, quan điểm sống em cần làm hướng đạo sinh. Ờ, à, vậy nên hả? Có những cái quan điểm là theo hướng đạo, nguyên tắc. Nguyên tắc đầu tiên của hướng đạo là trọng danh dự. Rồi nguyên tắc thứ hai là yêu thương các sinh vật, loài vật, động vật. Và cái cuối cùng là hướng đạo sinh gặp khó khăn cũng vui tươi. Này, chị rất là thích cái hướng đạo sinh. Chị phải qua chị nhìn em để chị hỏi cái vụ này. Qua nhìn đi rồi biết. Đó. Bao nhiêu năm đi thương theo hướng đạo sinh rồi? Em đi từ năm lớp 7. Nãy em nói là cái gì? Quan trọng nhất là... Là gì? Quan trọng nhất là trọng danh dự. Trọng danh dự. Hết sức là tự tin và bình tĩnh. Rất là hợp. Hợp. Hợp với cô bên này chứ mà hợp với em. Hợp với cô bên này. Hợp cô đấy. Nè, để anh Quang coi cô kia nha, nha, coi sao nha. Em đưa ra những tiêu chuẩn nè. Nếu như mà thiếu một trong những tiêu chuẩn này, em có đồng ý không? Cũng có thể đồng ý. Thí dụ giờ là dáng đẹp nè, nụ cười tươi nè, à, rồi à, má lúm đồng tiền nè. Nhưng mà mắt dịch dịch thì được. Thiếu thí dụ vậy được. Nếu mà đã yêu thì chấp nhận luôn. Đúng rồi, vậy cần gì tiêu chuẩn ở đây? Xạo quá. Nếu mà yêu không có bốn tiêu chuẩn này được không? Học suy nghĩ lại, lúc đó suy nghĩ lại. Mày hơi cứng rồi nha. Hãy là chính mình đi, hãy là chính mình đi. Đừng có thay đổi quan điểm. Gì vậy anh Trang? Gì vậy? Có vô đường nào không? Giống dò vé số quá vậy. Số coi, sổ. Em coi bốn tấm hình này. Đưa coi. Dáng này em có đáp ứng được không? Dạ không ạ. Thấy không những có đúng cái nào hết trơn á. Có tiêu chuẩn em không? Không. Anh coi so rồi đó. Còn em so thì tùy em. Rồi để kéo màn lên đi rồi cho anh ấy tự dò kết quả. Rồi kéo màn lên. 2 phút. Nhìn nhau, bắt đầu. Chào em. Lấy hình đó coi coi. Hả? Dạ không. Cậu nhớ đầu rồi hả? À, hôm nay em đi tham gia chương trình cùng với ai? Em đi với anh trai của em. Ủa anh trai có trong phòng của em không? Dạ có. Dám coi đồ coi mặt anh trai lắm hả? À, anh đặt ra những cái tiêu chuẩn như vậy. Bây giờ anh gặp em rồi, anh không có giống cái tiêu chuẩn nào hết. Anh có thấy thất vọng không ạ? Không, không hề thất vọng. Thì đặt tiêu chuẩn ra chỉ ông. Em nghĩ anh đủ tiêu chuẩn của em không? Người ta đâu có tiêu chuẩn gì đâu. Thấy tiêu chuẩn gì không hút thuốc rồi. Anh đáp ứng được gần như là hết tất cả. Hình như anh thấy anh có một cái tiêu chuẩn không không đáp ứng á. Em yêu cầu là cao 1m68, anh có cao 1m65 rồi. Nhớ hay hay kỹ vậy ta. 3 phân độn được. Tại vì em không cao lắm nên cái đó cũng không là vấn đề lắm. Hết thời gian. Bốn tiêu chuẩn này có tiêu chuẩn nào? Có. Có không? Mấy tiêu chuẩn? Em thấy được một tiêu chuẩn rồi đó. Tiêu chuẩn nào? Nụ cười đẹp. Có một tiêu chuẩn rồi hả? Chứ không, mới nhìn lần đầu mới thấy được tiêu chuẩn. Giờ chừng nào mới thấy hết bốn tiêu chuẩn? Để... tìm hiểu sao mới thấy hết. Xạo quá. Ngoại hình mà có vụ mới nhìn không thấy. Quan điểm của người ta vậy kệ người ta. Đi đâu cứ kiếm người yêu cũng cầm hình vậy là hay đó. Ừ. Ha. Rồi. Và để tay vô nút bấm. Tay kia anh ơi. Đây. Tay này em. Chúng ta sẽ có ba tiếng đếm. Quyết định hay không quyết định. Một. Ngồi tướng đẹp quá vậy. Hai. Ba. Hết thời gian. Tôi mệt với anh lắm nha anh. Dạ. Suy nghĩ dạ. Sao bấm. Dạ. Thì phải tìm hiểu chứ anh. Bây giờ thì cũng có được nét mà có nụ cười đẹp thì em phải tìm hiểu coi. Chỉ khoái cái nụ cười đẹp thôi hả? Dạ. Ông nào ngoại hình cũng cân đối cho anh. Vậy thôi dẹp ba hình này đi ông nội. Nè lấy anh. Lấy cái hình là nụ cười đẹp thôi. Rồi bỏ túi hình này đi. Tặng cái người này người khác là tặng cái gì? Trời ơi cái gì vậy? Mở cái này đâu ấy nha. Còn em sao? Em nghĩ là anh ấy là người mà có thể giúp em hiểu biết hơn về cuộc sống. Tại vì thấy anh ấy có vẻ quan tâm đến những cái
đạo lý trong cuộc sống cái gì nên em nghĩ là anh ấy hiểu biết nên là có thể. Sách vở quá, chưa làm theo được đâu. Đọc như vậy đó mà có hoàn thiện không dám đâu, đâu. Đây có người sâu sắc đó bạn. Người sâu, sâu. Hơi háo sắc chút xíu thôi. Thôi cũng là chúc mừng hai bạn đã tìm được đến với nhau ở cái bước ban đầu. Đây là hôm nay có cuốn sách ái tình rồi đó, thấy chưa? Và hy vọng rằng hai bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa trong cái con đường tình cảm của mình. Chúc mừng hai bạn và cảm ơn hai bạn. Bây giờ mời hai bạn chờ một lát để chúng ta chi tiêu thì em có thể quản lý được không? Em có khắc khe quá về cái tiền chi tiêu của anh không? Rồi, mời bạn ngồi. Đầu tiên mình giới thiệu về mình đi bạn. Mình tên là Đông Hồ, năm nay mình 26 tuổi. Mình quê ở Kiên Giang, hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của mình là nhân viên ngân hàng. Ủa đó bạn Nam, cụ thể là giờ bạn làm cái công việc gì, bạn nói rõ lại tôi nghe coi. Công việc chính của mình là đi tìm khách hàng, rồi cho khách hàng vay, rồi huy động. À, bạn nữ. Dạ, em tên là Mỹ Hằng, hiện em đang là giáo viên ngữ văn ở giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức. Quê em ở Sài Gòn, Thủ Đức luôn chị. À, mình bao nhiêu tuổi bạn? Năm nay em 25 tuổi ạ. Cô dạy ngữ văn nữa, ăn nói là duyên dáng, dễ thương nữa, mà làm sao mà phải nhờ tới chương trình? Tại vì đa phần cái tính chất công việc của em là em dạy từ sáng cho đến tối á. Nhiều khi một tuần mới được nghỉ một ngày á, cho nên nhiều khi cũng lười đi chơi. Dạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì em? Dạ, điểm mạnh của em là em nói rất là to. Em rất là nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình. Em cũng biết nấu ăn và biết làm một số những loại bánh. Còn điểm yếu của em thì có lẽ là đôi khi em hơi nóng tính. Dạ, đôi khi là cũng lười dọn dẹp một tí á. Dạ, nhiều khi phòng một tuần mới dọn một lần. Dạ, thầy giáo cũng hơi bề bộn dữ ha. Bạn trai có nguyện tình nguyện gì dọn phòng phụ không? Dạ, không sao đâu chị. Từng dọn lần chứ em tới 1 tháng mới dọn lần mà. Hai cái này hợp nè. Dạ. Có bao nhiêu mối tình rồi? Hai người để nhớ. Còn mà gâu ghia lẻ tẻ thì chắc cũng nhiều. Ủa có gâu ghia nữa hả? Dạ thì là giống như không chính thức anh. Ưu điểm khuyết điểm của bạn sao? Ưu điểm của em á là người miền Tây mà giống anh Linh nên là thật thà, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Thật thà lắm em. Dễ chịu. Mọi người gặp em thì có thể nói chuyện thoải mái. Em dễ tính. Dạ. Khuyết điểm? Dạ khuyết điểm thì hay sự sự cảm tính. Em mà không thích cái việc gì đó mà đừng có ép em. Có ép em cũng không có làm. Chắc là ít quan tâm người khác, với em cũng giống bạn nữ bên kia lười yêu. Đàn ông mà ít quan tâm với người khác thì cái này là nó hơi nặng chứ không phải là điểm. Dạ, đúng rồi, mình có bạn gái mình phải quan tâm đến bạn gái chứ. Bây giờ muốn có người yêu rồi lâu dài phải là tập cái thói quan tâm đến người khác. Dạ. Rồi bây giờ em muốn kiếm bạn gái như thế nào? Bạn nữ cao khoảng 1m57 trở lên, da sáng, không có đen lắm. Cái da đen thì cũng ngâm đen đen rồi, có ấn tượng chứ, cá tính chứ. Em đã đen rồi mà bạn gái còn đen nữa rồi, đi giống thằng thang. Rồi gì nữa không bạn? Ăn mặc không hở hang quá, hở khoảng 40%. Trời ơi. Quá nhiều quá anh. Vậy thì quá nhiều quá. Ta hở có 20 cũng dạ. Bạn hở 40 gần như mặc quần không mặc áo rồi. Tăng lên chút thì hở 30 thôi. 20 thôi anh. Thôi trời dạ. Ơi. Trời ơi, phóng khoáng quá ha. Lần đầu tiên mới thấy bạn trai phóng khoáng vậy luôn. Vậy với lại là bạn nữ đó là sẽ không có xe xua đua đòi. Nhưng mà nãy mình nghe bạn giới thiệu thì mình thấy bạn cũng gần giống như cái hình mẫu bạn gái mà mình mong muốn rồi đó. Bạn quê ở miền Tây vậy chắc bạn cũng có một tí xíu lãng mạn ha. Chắc là không được lãng mạn mấy. Thôi thí dụ giờ quá mất là lãng nhách à. Bây giờ mình tưởng tượng cái đi. Bạn trai bên đây là tới ngày sinh nhật bạn gái, bạn nghĩ coi cách nào tổ chức cho nó lãng mạn chút xíu thử coi. Chắc là hôm đó sẽ mình đi làm về sớm. Nếu mà quen thân rồi có thể là tổ chức yêu rồi đó, yêu rồi đó. Yêu luôn hả? Ừ. Dạ nếu vậy thì em sẽ tổ chức sinh nhật cho bạn tại nơi em ở, rồi chuẩn bị. Cái gì kỳ vậy? Có lãng mạn không? Dạ không, em chưa nói hết mà anh. Thứ nhất là phải có bánh kem, rồi chuẩn bị nến, thật là nhiều nến. Để chỗ em ở view cũng lý tưởng, nhìn qua Bitexco. Dạ. Ủa em ở với ai? Dạ em ở nhà trọ dưới chân Bitexco. Dạ thì em nói view Bitexco rồi chứ em đâu nói ở gần Bitexco. Em ở với ai? Dạ em ở với bạn cùng học đại học đại chị ơi. Ủa rồi em tổ chức cái đó rồi bạn em nó ăn sinh nhật chung luôn hả? Ba dạ. Đâu sao đâu chị, tại thường bữa nó cũng đuổi em đi hoài à. À là bữa đó em đuổi nó đi hả? Dạ bữa đó em đuổi nó đi. Em thấy về lãng mạn chưa em? Dạ chưa. Thấy chưa? Dạ em thích người mẫu người bạn trai sao nè em? Thứ nhất là phải cao hơn em, mét 68 hoặc là mét 7 gì đó. Rồi. Dạ em thích da đường đen quá, cao to. Cao có, to coi lợ. Gì nữa em? Em thích bạn nam mặc đồ sáng một tí. Ví dụ như là mặc cũng phải cỡ như là áo xanh hoặc là áo màu đỏ mặc đô chẳng hạn vậy. Ủa, xanh lẹ luôn. À là nổi chứ phải. Dạ dạ. Dùng từ sáng là màu trắng màu thì kia mới gọi là sáng.
Rồi có điều gì bạn không thích ở bạn nam không? Tính gia trưởng, độc đoán. Tay chắc không có đâu. Dạ đúng rồi anh à. Dạ chào chị. Cũng bự mà. Bự à, chào bá lửa luôn à. Cao nhiêu? Dạ cao 1m76. Trời ơi, có ăn gian không? Đưa đứng lên coi đâu mà dữ vậy. Dạ nãy giờ ai cũng hỏi mà thiệt chị ơi. Tay giống công tử Bạc Liêu ghê ha. Dạ tại lâu ghi hình nên vậy á chị. À chứ bình thường tài lỏng không hả? Dạ không có. Nay nó là công tử Bạc Liêu chứ thường ngày nó công tử bạc bẽo. Chị ơi hỏi giùm em cái, hồi nãy anh nói lười yêu á, vậy là ví dụ như mà mấy ngày mà đi chơi á, anh có thể đến nhà chở em đi được không chị? Đàn ông thì đương nhiên là khi mà mình quen phụ nữ thì mình phải là người chủ động rồi bạn. Đúng rồi. Còn đi chơi thì mình phải qua chở bạn thôi. Em không thích thì em không đi, chứ còn mà em thích là em nhiệt tình lắm. Cái đó là phải gọi là lười yêu mà tại chưa trúng đối tượng, đúng không? Dân miền Tây mà chơi xa láng luôn, sáng xa láng sáng gì sớm. Ừ, lo gì. Ồ, cao ráo đẹp trai lắm à. Kiên Giang mà. Xem sao. Ồ. Trời em. Dạ. Ví dụ như đàn trai đặt cái chuyện làm dâu em có sợ không? Theo chồng về Kiên Giang ở lập nghiệp với đó luôn em chịu không? Dạ không, gia đình em ở đây rồi, nói chung mọi người người thân đều ở đây và em cũng lập nghiệp ở đây nữa thì nói về thôi chứ đẻ đứa hai đứa thẻ đâu không theo. Em có đi với ai không? Dạ hôm nay em đi 500 anh em ngồi dưới anh. 500 anh em hả? Wow. Trời ơi. Mình là Minh, là đồng nghiệp quản lý trực tiếp của bạn Đông Hồ. Minh làm việc với Hồ cũng một thời gian cũng khá dài. Thì cái vấn đề là Hồ là một chàng trai tốt, chỉ là có đen chút xíu thôi. Chứ còn phần còn lại là Minh nghĩ là ok. Là một người đàn ông chuẩn man, bạn gái yên tâm với vấn đề này. Bên đàn gái thì cũng rất là dễ thương. Anh nghĩ nó sẽ phù hợp với em. Đàn gái mình bên đây có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ em. Mẹ thì mẹ thấy bạn này thì nói chung rằng là rất được. Cái mẫu mực thì tốt rồi. Cho cô hỏi con ở Kiên Giang, gia đình anh chị em có đông không? Dạ, nhà con thì có 5 người, con có tổng cộng là 3 anh em, con thứ hai con cả. Rồi, thì mẹ thấy rằng là tốt đó con, không có gia trưởng. Dạ. Là cái điều đó là tôi rất mừng. Sống thì tôi thấy sống là còn thiếu một chút nữa là không có quan tâm mấy. Nói chung rằng là không phải là không quan tâm, nhưng mà từ cái chỗ không quan tâm thì học hỏi từ từ nó sẽ tới thôi. Nếu con là con rể của bác, con hứa là sẽ thay đổi bản thân mình, yêu thương, quan tâm và chăm sóc bạn một cách tốt nhất của con. Thì con sẽ đối xử với gia đình bên mình giống như là ba mẹ của con. Sẽ không có phân biệt giữa ba mẹ vợ hay là ba mẹ ruột. Rồi, cô bác cảm ơn con. Coi như tán thành hết rồi đó. Và ăn thua là cái nhìn đầu tiên. Kéo màn, hai trẻ gặp mặt có tình hình sao? Rồi. Kéo màn. Chào bạn. Anh có món quà tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Thì anh cũng sẽ có một số cái quan điểm của mình muốn trao đổi với em. Cái thứ nhất là về cái chi tiêu tài chính của mình á, thì bây giờ anh sẽ có 10 thì anh chỉ xài khoảng 5, 6, 7. Còn lại thì để sau này lo cho tương lai. Thì em có đồng ý về chuyện đó không? Em có tháng có 10 triệu, em xài 7 triệu, em đưa người ta có 3 triệu, nó lo con cái nhà cửa sao đủ. Dạ không, phải cái đó là em thí dụ thôi, chứ không phải là nói là em xài thí dụ. Trước khi mà tính đến hôn nhân thì cái phần đó để dành là đúng rồi. Nhưng mà nếu như mà là cưới nhau rồi thì em nghĩ thì chắc có lẽ là chi tiêu thì em có thể quản lý được không? Em có khắt khe quá về cái tiền chi tiêu của anh không? Thì ví dụ như anh 10 thì em 8, anh 2. Tại vì còn có rất là nhiều thứ cần phải lo cho gia đình. Dạ. Đâu, nếu đủ để đảm bảo những nhu cầu thiết yếu thì cũng ok. Dạ. Vậy thì anh có ý định là lập nghiệp ở Sài Gòn luôn không? Ý định của anh là lập nghiệp ở Sài Gòn. Thì nếu mà lập nghiệp ở Sài Gòn thì anh có ý định là sẽ mua nhà hay gì không? Dạ có chứ. Đang phấn đấu cho tương lai để mua nhà mà. Thì hiện tại á, là công việc với thời gian của anh thì nó hầu như là nó hơi bị kín lịch. Là sáng thì khoảng 7-8 giờ anh ra khỏi nhà. Và dạ, tới khoảng 9 giờ tối đi học buổi tối nữa. Tại vì công việc của em thì cũng đi từ sáng đến tối đó. Cho nên thì em rất là hiểu cái tính chất công việc của anh. Hiểu. Thì anh sẽ sắp xếp lại cái thời gian của mình, sẽ dành thời gian cho em. Chỉ có điều mỗi lần gặp thì phải chất lượng. Vui hết cỡ. Dạ. Chia sẻ hết những gì mà ví dụ như trong một tuần hoặc là trong một tháng đó là mình có những cái bức xúc hoặc là có những cái vấn đề gì mà về công việc hoặc là cái gì đó thì mình có thể chia sẻ hết với nhau. Cái đó em yên tâm. Vậy là giờ hiện anh đang ở gần chỗ quận nhất đúng không ạ? Anh ở, đúng rồi, anh ở quận 7, cầu Kinh Tẻ. Buổi gặp gỡ đầu tiên nè, hát bằng một bài hát gì đó tỏ tình với cổ quá. Hồi nãy anh hỏi em ưu điểm, em chưa có nói là em không biết hát anh.
Bây giờ hát hay là chuyện bình thường, hát làm luôn. Đừng cười nha quý vị. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Rồi hết rồi chị. Làm chị. Hát hay mà. Bài này ai cũng hát hay chứ, chỉ có mình em hát chưa hay. Dạ. Chưa hay chứ không phải là dở. Dạ. Dài bữa tập. Không, có cố gắng, mình ghi nhận. Có cố gắng. Vậy thì nên em cũng gửi tặng anh một và bốn câu thơ của Xuân Quỳnh. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa khi nào ta yêu nhau. Đúng rồi. Nếu biển không có sóng, đâu thể biết biển dạt dào. Nếu chiều không hò hẹn, đâu thấy lòng nôn nao. Dạ, thật ra là nãy giờ em đi cận đó. Trời ơi. Nãy giờ chưa thấy mặt luôn. Nãy giờ nhìn chưa rõ anh, giờ nhìn rõ mới quyết định hả? Nãy giờ chưa thấy gì luôn á. Trời, đeo kiến vô nhìn xinh hơn nữa đó. Bây giờ mình tỏ tình một câu nào nó nghe nó nhẹ nhàng, lãng mạn chút đi. Em đứng lên đi. Dạ vậy thôi, để em đứng lên. Dạ vậy em có cần đứng dậy không? Chắc là em đứng dậy luôn đi. Dạ. Em cầm tay em được không? Dạ. Để tạo niềm tin nữa mà. Dạ. Dạ. Bắt đầu nha. Dạ. Là bắt đầu gì vậy? Có thể hôm nay anh không phải là giống như đáp ứng hết tất cả các yêu cầu của em. Nhưng mà anh tin khi mà em quen anh thì anh, thứ nhất là anh có sức khỏe, thứ hai có trí tuệ, thứ ba là anh có sự nỗ lực phấn đấu của bản thân mình. Thì anh sẽ đem đến cho em những điều tốt đẹp nhất của anh. Trời ơi, thích quá. Lần đầu tiên tôi nghe một anh mà giới thiệu về bản thân, trời ơi, lãng mạn. Anh có sức khỏe, tôi khóa với câu đó đó. Nói chung thì cũng bất ngờ khi mà anh có những cái lời như vậy nói với em. Xét nó đánh cái đùng rồi đó. Đúng rồi đó hả em? Đúng rồi đó hả? Khó rồi đấy. Xém trúng rồi đó. Dạ. Đúng rồi ha. Rồi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Để tay mình nút bấm đi các bạn. Ủa tôi chưa có đếm gì trơn mà con. 3, 2, 1. Bấm gì liên tục vậy? Hai người nắm tay cái đi. Bây giờ thực sự mình đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Rồi đây, mình có thể dẫn bạn gái đi xem phim. Rồi, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Áp dụng trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi. Xin chào anh Huyền Linh và các tường. Đáng lẽ tôi bắt cổng xuống là tại anh có sức khỏe mà. Kinh tế thì nhà cửa thì sau này có vợ có nhà. Sau này em muốn để vợ mua nhà rồi em là người trả tiền ấy. À. Một chút cảm xúc mà hay rồi. Hay nha. Ví dụ anh có nhà cửa, anh có tiền bạc, anh có sức khỏe là sao? Đúng đó. Đúng ha, chân thật. Mấy ngày nay mấy ông ngân hàng ngồi bàn nhau rồi, cũng nói câu này rồi. À vậy hả? Bạn có sức khỏe có hết mà, sức khỏe là có tất cả mà. Anh nói hay đó chứ. Hay. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Hả bạn? Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Anh giới thiệu về mình đi. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào bạn nam bên kia và chào toàn bộ quý vị khán giả. Em là Hương, năm nay em 29 tuổi. Quê em ở Nghệ An. Hiện giờ mình đang làm việc ở đâu? Em làm ở trường Đại học Lao động Xã hội ở quận 12 ạ. Mời bạn nam giới thiệu. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường ạ. Dạ chào cùng quý vị khán giả. Chào cô bạn hàng xóm ạ. Em tên là Vũ Văn Sáu, năm nay 33 tuổi. Quê em thì ở Thái Bình. Hiện tại em đang làm việc ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nghề gì em? Dạ em làm bên ngành điện lạnh ạ. Anh làm điện lạnh làm về cụ thể là cái gì ạ? Công việc chính của mình là điều hành công ty chuyên về lĩnh vực mua bán, sửa chữa máy lạnh, lắp đặt hệ thống trung tâm. Bạn trai, mình giới thiệu cho bạn gái chút xíu về mình đi, những điểm mạnh, điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em thì thích nấu ăn, thích làm việc, cũng có chút gan lăng lãng mạn ạ. Điểm yếu của em thì cũng hay quên. Anh có mối tình nào dài nhất chưa?
Dạ có mối tình dài nhất là 3 năm ạ. Lỗi anh nha, mình hỏi hơi nó riêng tư một tí, bởi vì anh cũng 33 tuổi rồi. Dạ. Là mình cũng lớn rồi, thấy anh chuẩn bị cho hôn nhân là anh đã chuẩn bị được những gì rồi anh? Dạ thì nói chung là hiện tại bây giờ trước mắt thì là cũng chuẩn bị được đám cưới ạ. Dạ. Còn về chuyện kinh tế thì nhà cửa thì sau này có vợ là có nhà. À có vợ có nhà. Dạ giá tỷ giờ năm sau mình đám cưới thì là ra là mình có nhà luôn ở chưa anh? Dạ thì ý em nói là có vợ có nhà, thế là sau này em muốn để vợ mua nhà rồi em là người trả tiền ấy. À có nghĩa là giờ có tiền rồi, hiểu không? Người ta tôn trọng người phụ nữ, bây giờ tìm được hay vợ quá. Là cái gì là theo ý vợ hết. Tôi nghe tôi giật mình, tôi lo quá. Em muốn mình quá để vợ mua nhà, vợ tự trả tiền. Hay câu này hay. Bạn gái mình nói một chút xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh điểm yếu của mình cho anh nghe luôn. Em là một người vui vẻ, hài hước, thân thiện. Em có thể nói chuyện được với nhiều người, dễ kết bạn. Còn nhược điểm của em thì đôi khi em hơi thiếu kiên nhẫn. Em không có năng khiếu về may vá thêu thùa. Em cũng hơi nhạy cảm, dễ xúc động. Còn em cũng khá là giỏi trong vấn đề là nấu nướng. Rồi có năng khiếu về nghệ thuật giống như là cắm hoa. Hoặc là ngày trước em có học thì có biết về tranh ảnh các kiểu. Thì em cũng được nhiều người nhận xét là có con mắt nghệ thuật. Vậy là tốt rồi. Ok, bây giờ mình muốn tìm một mẫu người bạn trai đàn ông như thế nào? Em muốn tìm một người là có trách nhiệm về gia đình, rồi chịu trạng. Và tính cách thì cũng hài hước, nói chuyện vui vẻ, biết quan tâm chia sẻ đến người khác. Có điều gì tối kỵ mình kỵ người đàn ông không? Em không thích người bạn trai của em là áp đặt. Bắt em phải làm như thế này, làm như thế kia là em như thế là em sẽ phản ứng liền ạ. Gia trưởng đó. Dạ vâng ạ. Bạn có gia trưởng không? Dạ em không ạ, em là con út trong gia đình. Có người bạn gái lý tưởng của anh là người như thế nào? Dạ thì em thì thực ra bây giờ hiện tại thì em thì đơn giản lắm, không gì đó. Cái chiều cao thì cơ bản chừng khoảng 1m55 được rồi. Tính tình thì vui vẻ hòa đồng. Như nãy bạn nói về cái chuyện gia đình nhé, thì những cái việc gia đình thì em có thể đảm đương được thay cho bạn đó. Hay vậy? Dạ thêu thùa hay là may vá nấu nướng thì cái gì cũng được ạ. Thêu thùa may vá làm luôn. Rồi mình còn trên cuộc đời còn một người đàn ông thú vị vậy sao ta? Không còn. Vợ mua nhà mình trả tiền. Ừ. Mà thêu thùa bếp núc mình làm luôn. Thiếu gì? Lấy vợ về là vợ làm gì? Thì lấy vợ về thì cũng là dọn việc nhà, cũng là việc trong gia đình, chủ yếu là cái đẻ thôi. Không, cái đó không phải, tức là cũng gia đình như em phụ giúp thêm. Dạ. Những cái gì mà vợ mà mệt, mời vợ chưa làm tới thì mình có thể mình nhìn thấy vợ thì mình làm. Trời hay quá ta. Ủa anh có khuyết điểm gì không? Có tật xấu gì không? Anh có cái gì khó nói không? Dạ lúc trước thì em có, nhưng mà hiện tại vài năm nay là em không còn cái gì đó. Chỉ nó có cái một nhút nhát. Nhút nhát? Dạ. Giờ cũng còn nhút nhát nhưng cái tính này dễ thương mà. Dễ thương á, được á. Sao không được? Quá không, được, giờ được. Vậy không đứa cưng. Anh có không? Anh có là thiêu thùa may vá không? Không có, nhút trời vợ. Ơi. Anh nó giặt tả cho con, thiêu thùa may vá. Giặt quần áo cho vợ đó chứ. Bỏ giờ thừa đi, khó quá. Nhiều lắm anh ơi, em đừng có nghĩ xấu đàn ông. Qua coi đàn gái. Trời ơi. Trời em thích đàn ông làm gì cho mình để mình hạnh phúc. Quan trọng là người đàn ông đấy có muốn làm cho em hạnh phúc hay không. Thì người ta làm những cái gì em cảm thấy em nếu em có tình cảm rồi thì người ta làm gì em thấy hạnh phúc hết. Như thí dụ như người ta ngại, người ta có những cái gì đó mà ta không biết em thích cái gì, em có thể chia sẻ với họ không? Dạ em tính em rất là thẳng thắn, thì nếu như em thích cái gì thì em sẽ nói ra, chứ em không có cái kiểu bóng gió hay là lấp lửng. Đúng rồi đó. Ở phụ nữ cái chỗ đó đó, đôi khi phụ nữ thích mà không dám nói. Em nói anh đi sao anh không đứng lại. Đôi khi trách đàn ông sao anh không làm này cho em, không này kia. Ủa tao đâu biết gì tao làm, phải nói ra tao mới làm chứ. Dạ đúng vâng, không? Vâng. Được, cái này được, anh đây dễ thương lắm. Dạ vâng, cảm ơn anh. Rồi. Hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không? Dạ bạn? Em đi cùng với chị và bạn đồng nghiệp của em ạ. Rồi, chào gặp chị ruột hả? Dạ vâng ạ, chị sinh đôi với em ạ. Hả? Chị sinh đôi? Dạ vâng ạ. Wow, chào chị. Dạ, em chào chị, em chào anh, em chào quý vị khán giả. Em là chị sinh đôi của Hương. Em sinh trước Hương 30 phút ạ. Hay quá ta. Rồi, nói chuyện với chị đi, y chang vậy đó. Dạ, chào chị. Em chào anh ạ. Đặc điểm nào nhận diện giữa hai người? Thực ra thì em nghĩ là nhìn từng nét thì hai chị em giống nhau. Nhưng mà nếu mà mình nhìn tổng thể á thì có cái sự khác nhau. Em gái em thì có to cao hơn em một chút xíu, bởi vì thường sinh đôi thì sẽ có một người nhỏ hơn, một người to hơn. Ừ. Phải nhớ kỹ điều này nha. Dạ. Bây giờ chị thấy em rể tương lai sao chị? Anh phải nhìn kỹ thì mình mới thấy anh cũng có duyên, chứ không có phải là để đập vào mắt mình là mình thấy mình ấn tượng liền.
duyên nó duyên ngầm đấy em. Dạ, duyên ngầm mà dữ hơn. Với lại là qua những cái lời mà anh chia sẻ thì em nghĩ là nếu như anh nói đó là sự thật á thì em thấy ok. Bởi vì bây giờ thực ra nếu mà những cái điều đó thì em thấy hơi hiếm. Bởi vì đàn ông, một số người người ta nói một đường nhưng mà người ta làm một nẻo á. Thì nếu mà ở đây chương trình quay trực tiếp như này á, mà anh chia sẻ những điều như thế, mà anh cũng giữ được những điều như thế trong cuộc sống á, thì em nghĩ là em gái em mà gặp được đúng người như anh thì em thấy là ok. Dạ vâng, cảm ơn rồi, chị nhiều. Cảm ơn chị. Rồi, bạn trai có đi với ai không? Dạ, hôm nay em đi có cô kế toán và ba anh em làm chung công ty ạ. Rồi. Em chào anh Quyến Linh, chào chị Cát Tường, rồi, chào, chào vị khán giả. Dạ, em là kế toán của anh Sáu. Thì trong quá trình làm việc thì em thấy anh Sáu rất là hiền, chân thành, cởi mở, rất dễ gần. Rồi em mong hai người có thể cho nhau cơ hội để tiến tới xa hơn. Mà em thấy anh, em thấy chị gái bên này không? Như thế nào? Dạ, em thấy chị rất dễ thương ạ. Phù hợp với yêu cầu của anh Sáu. Cảm ơn em. Rồi, bây giờ mình cho chú rể gặp cô dâu em. Nhìn kỹ nha. Anh có món quà tặng em nhân đầu gặp mặt. Cảm thì sau này anh. Nếu như mà có ta có duyên thì anh sẽ tặng quà nhiều cho em nhiều hơn. Nãy giờ em nghe mọi người nhận xét về anh thì em thấy anh cũng giống cái đối tượng mà em đang tìm kiếm. À, cảm ơn anh. Anh thấy giống như là cái chuyện là anh ở Nhà Bè và đi lên quận 12 á, là anh cảm thấy là nó có quá khó khăn không? Bởi vì là nhiều lúc em thấy nhiều người á, em giới thiệu là em làm việc ở quận 12 là người ta bảo ôi xa thế. Thì bản thân anh thì cái đường xa thì anh không ngại. Dạ vâng ạ. Anh ngại là sợ là bên đó không có cho anh tới thôi. Còn nếu cho anh tới thì dù nắng mưa hay là giông bão anh vẫn tới được. Anh có thích những người con gái có tính cách sôi nổi hoặc là hơi mạnh mẽ một tí không? Bởi vì... Anh thích như vậy, tại vì anh hiền nên anh muốn một người vợ mạnh mẽ một chút để sau này có tiếng nói trong gia đình. À vậy anh lạ ghê luôn ta. Thích phải không chị? À, anh từ thú thực thì anh cũng rất có cảm tình với người Nghệ An. Dạ, cảm ơn anh. Thì hôm nay được quen em cũng thực sự cũng là nhờ chương trình sắp xếp cho anh được quen em. Dạ, anh nhìn hai người anh nhận ra ai chị ai em chưa? Dạ nhận. Dạ, dạ. Nếu mà hai người đứng chung là anh quay đưng là tôi xáo trộn xong cái anh nhận ra được không? Dạ được ạ. Thôi bây giờ mỗi người nói một câu nào đó để chúng ta tiến hành bấm nút ha. Bây giờ trong tim mình thấy sao, mình cảm nhận cô gái kế bên thế nào, mình nói xong giống như mình tỏ tình vậy đó. Rồi cô gái cũng vậy, mỗi người một câu chúng ta kết thúc. Thì anh thì thật sự là những cái lời nói hay thì anh không có nhiều, nhưng anh muốn gửi tặng em một câu thơ ngắn ngủi thôi. Thì cũng coi như là cái sự bày tỏ tấm lòng của anh và trái tim anh muốn hướng về em. Một phút xa nhau ngàn phút nhớ, một lần gặp gỡ vạn lần thương, chiều chiều nhật ná vàng rơi xếp thành bốn chữ trọn đời yêu em. Cảm ơn anh ạ. Cô gái, em cảm nhận thế nào? Em nói đi. Em thực ra là đến chương trình là em đã cảm thấy là khá là may mắn trong những tất cả rất nhiều bộ hồ sơ, thì hồ sơ của em được chọn là em đã thấy em cảm thấy may mắn rồi. Rồi được chương trình giới thiệu cho em một người mà phù hợp với cái tiêu chí của em nữa thì lại càng may mắn hơn, cho nên là em cảm thấy em rất là vui. Cảm ơn chương trình và cảm ơn anh chị Quyền Linh và chị Cát Tường đã sắp đặt cho em và anh gặp nhau, thì tất cả mọi chuyện nó vẫn đang còn ở tương lai phía trước. Em cũng không có dám nói gì nhiều, thì em chỉ hy vọng là cả anh cả em là đều cùng nhau cố gắng và sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn và chúng ta sẽ có một kết quả tốt đẹp. Bây giờ thấy con tim mình thế nào rồi? Thực ra là em cảm thấy là vui vẻ và không có gì là quá áp lực hay là như thế nào ạ. Rồi, thế được rồi. Dạ. Thấy con tim mình hơi xao động tí là được rồi. Như vậy là nào? Tốt rồi. Xin mời hai bạn để tay vào nút bấm. Và bây giờ là lúc mình lắng động lại, mình kiểm tra xem trái tim mình đang như thế nào. 1 2 3. Rồi, rồi chúc mừng hai bạn nào. Dạo này vội quá, còn 1 với 2 có chưa đọc là đã bấm nút không à? Chúng ta hãy nắm tay nhau để cảm nhận những giây phút đầu tiên. Những chiếc vé xem phim gửi tặng hai bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và quà tặng cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân.
Gấu không gấu? Đây, kỷ niệm đầu tiên hay món quà đầu tiên mà anh ấy dành cho bạn sẽ còn nhiều cái giá trị khác nữa. Và tới nên hai người dẫn nhau đi mua nhà. Dạ. Sẽ tham gia vòng quay may mắn của Toshiba. Anh quyết làm cái gì là em làm luôn, ai cản thì cũng không cản được em. Hay mềm lòng hay tin người ấy ạ? Người ta mà cứ năn nỉ mình là cái gì mình cũng đồng ý. Anh nghĩ gì về việc cưới nhưng không đăng ký kết hôn? Cưới nhưng không đăng ký kết hôn là sao ạ? Mời nhà trai. Mời anh trai ngồi. Rồi, xin mời nhà gái. Rồi, hãy thoải mái lên. Giới thiệu về mình đi em trai. À, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào bạn em nữ bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Văn Thịnh, năm nay em 26 tuổi. Quê quán của em là ở Thanh Hóa, hiện tại thì em đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là làm sale bất động sản ạ. À. Thì trước đây thì em có làm lái tàu ạ. Lái tàu luôn? Lái tàu là thuyền thủy thủ đó em hả? Thủy thủ hả? Dạ không, em lái tàu đường sắt ạ. À, lái tàu, đi tàu hỏa đó hả? Dạ đúng rồi ạ. À. Còn em? Em chào chị Hồng Vân ạ. Em chào anh Quyền Linh ạ. Chào em. Bạn nam bên kia và chào khán giả trong trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu là em là Lê Thị Trà Giang ạ. Hiện tại năm nay em 26 tuổi ạ. Em là nhân viên ngân hàng ạ. Và em hiện tại đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em quê ở đâu? Em quê ở Thanh Hóa ạ. À, như vậy là hai bạn cùng quê đó. Dạ. Rồi em nói luôn về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì có lẽ là người khá là độc lập. Và rất là quan tâm đến người khác. Là một người sống rất là tình cảm. Thế còn điểm yếu? Yếu thì có lẽ là hay mềm lòng, hay tin người ấy ạ. Dễ tin hả? Cả tin hả? Đúng rồi, dễ tin người. Trời ơi. Rồi có thói hư tật xấu gì không? Ví dụ như là ghen tu mù quáng, hay là nghiện bia, nghiện rượu, hay làm cái gì đó? Cũng thỉnh thoảng hay đi nhậu với cơ quan, nhưng mà chắc là không đến mức nghiện đâu. Rồi bạn trai, em ưu điểm khuyết điểm thế nào? Điểm mạnh của em thì em vui vẻ, hòa đồng ạ. Có cái là em quyết làm cái gì là em làm luôn. Nói chung là nếu mà ai cản thì cũng không cản được em. Thường thường thì em làm xong em mới nói. Nói chung là em có một cái giống bạn nữ bên kia, là có cái là mềm lòng. Ví dụ mà người ta mà cứ năn nỉ mình kiểu gì mình cũng đồng ý. Điểm yếu nữa thì là chắc là em uống bia hơi nhiều. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình ạ. Lý do tại sao chia tay? Lý do chia tay là do khoảng cách địa lý ạ. Thì lúc đó là em làm lái tàu nên mà em chọn là công tác ở ngoài Nha Trang. Bạn nữ thì ở trong thành phố Hồ Chí Minh, nên mà nói chung là cũng em cũng vô tâm nên mà hai bên mới chia tay ạ. Bao nhiêu lâu rồi em chưa yêu lại? Dạ từ 2016 đến giờ ạ. 16, cũng trời, 4 năm rồi. Cũng 4 năm rồi. Ừ. Còn em thì sao? Em 6 tháng. Mới chia tay mối tình kia là 6 tháng vậy, mấy mối tình rồi? Em 3. 3 mối tình? Dạ. Mới chia tay mối tình thứ 3, 6 tháng, còn vấn vương gì không? Ủa, quen nhau bao lâu mà chia tay 6 tháng rồi em? 3 năm rưỡi ạ. 3 năm rưỡi, vậy là có vấn vương, còn vấn vương không? Không ạ. Phù. Nhưng mà chia tay là từ phía nào, lý do? Em với bạn nam ấy thì bị cũng yêu nhau, nhưng mà vì bọn em cũng khoảng cách cũng khá là xa. Yêu xa hả? Vâng, thì 3 năm rưỡi nhưng cũng phải mất khoảng tầm 2 năm rưỡi là yêu xa rồi. Em ở trong này thì bạn ấy ngoài Bắc. Hai người không hợp về quan điểm sống. Bạn ấy cũng thừa nhận luôn, bạn ấy là người rất là gia trưởng. Em cũng muốn cho bạn ấy cơ hội, nhưng mà sau thì bọn em chia tay thì cả hai cũng chia tay rất là vui vẻ. Cũng không cảm thấy là không cùng quan điểm thì sẽ không thể đi tiếp được nữa. Nhưng một cái tình yêu mà 3 năm mấy rồi, mới có 6 tháng mà nó không còn một cái gì vương vấn hết, là mà tại lý do nào mà nó nhanh đến mức như thế em? Tại vì là chia tay trong vui vẻ, có nghĩa là khi mà tất cả mọi thứ không còn đồng quan điểm nữa thì nhẹ nhàng chia tay thôi. À. Nghe chia tay mà cười tươi thiệt, anh cũng rất là lạ. Đến qua coi đàn gái coi. Em chào anh. Ôi chào em gái. Có đôi khi người ta chịu đựng nhau quá đó, người ta cần phải chia tay và cuối cùng chia tay được, người ta giống như thoát khỏi một cái điều gì đó, người ta rất là vui. Bây giờ đã coi như là chuẩn bị đón nhận một cái mối tình mới chưa em? Mở trái tim không? Dạ rồi ạ. Rồi, rồi đúng không? Chuẩn bị sẵn sàng rồi đúng không? Em cho đàn trai biết hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào? Thì cũng trải qua một vài mối tình rồi thì em cũng cảm thấy là người mà có thể hợp với em ý sẽ, thứ nhất là một người đàn ông chín chắn. Chín chắn. Biết tách biệt được công việc và chuyện tình cảm. Có nghĩa là sẽ không để cho hai cái việc đấy nó ảnh hưởng. Thế còn ngoại hình thì sao? Chắc sẽ phải cao hơn em. Là bây giờ em cao hơn em là phải là bao nhiêu mới là cao hơn em? Chắc 7m74 trở lên. 1m74 trở lên. 74 cô này cao quá mà. Không sao, bên đây có thể đáp ứng. Rồi. 1m94 á. Là đứng trên ghế á. Bạn trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nếu mà nửa yêu thương thì em thấy là trước tiên là về tính cách đi.
Nói chung là tính cách thì hiếu thảo, hiếu thảo là đầu tiên, tốt bụng, hiền lành, tiền lành, biết gọi như là trưởng thành một tí anh ạ. Còn chiều cao, cân nặng hay là tóc dài, tóc ngắn? Chào chị. Chào em. Dạ, chiều cao thì em nghĩ là tầm khoảng 1m55 trở lên là được rồi. Da trắng một tí, nếu mà tóc dài thì tốt, tại vì em rất là thích con gái tóc dài. Ngoại hình thì ú một tí, chung là con gái có da thịt thì trông đẹp hơn. Ú, em ú là sao? Ý em nói ú là sao? Hả? Dạ không gầy ạ. Không gầy á? Dạ. Em thì em thích về dáng hay là thích về khuôn mặt? Thích khuôn mặt đẹp hay là dáng đẹp? Em nghĩ thì dáng với lại mặt thì vừa phải thôi, chứ nói chung là đẹp quá thì không phải là của mình. Em cũng thích ngắm cái đẹp. Nói chung là em rất là thích ngắm cái đẹp. Đâu phải cái đẹp nào không phải là của mình đâu, quan trọng mình cứ tự tin hay không thôi. Em hình dung như thế nào về người bạn nữ bên rào này? Theo về cảm nghĩ thì em nghĩ là tính cách của bạn nữ này là cũng khá là chín chắn và độc lập á. Nhưng mà cùng quê đã thì lại càng tốt quá. Bây giờ hỏi tới đúng rồi, hỏi người thân đúng không ông Mai? Hỏi người thân coi sao. Em đi với ai vậy? Hôm nay em đi với đồng nghiệp của em ạ. Dạ, em tên là Khoa. Dạ, em xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Chào em. Thì em là người anh, cũng giống như là người bạn và người đồng nghiệp của Thịnh đây. Thịnh là một người rất là trầm tính. Trong công việc thì Thịnh đặc biệt là rất là quyết đoán và độc lập, cũng giống như là bạn nữ bên đây. Khoa nghĩ là tính cách thì cũng rất là phù hợp với Thịnh, tại Thịnh cũng thích kiểu nữ là dịu dàng, độc lập và biết tự lo cho bản thân. Thì hy vọng hai bạn sẽ cho nhau một cái cơ hội. Khoa cảm giác được là hai bạn rất là phù hợp. Rồi, cảm ơn. Còn em đi với ai? Em đi với một bạn cấp 3, một bạn đại học và một bạn đồng nghiệp của cơ quan ạ. Em xin chào hai MC và chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em là Diệu Linh, là bạn cấp 3 của bạn Giang. Sau khi em quan sát thì em thấy là bạn Giang ấy, bạn ấy, cu của bạn ấy là thích người trầm tính. Thì có nghe bạn của bạn Nam nói là ít nói trầm tính thì khá là hợp với Giang. Sau khi em quan sát thì em thấy là cũng hai bạn cũng khá là phù hợp. Và mong là các bạn sẽ cho mình cơ hội. Tại vì đây cũng là tuổi chín chắn rồi. Thì nếu mà cho cơ hội thì mở lòng và đến được với nhau thì rất là tốt ạ. Rồi, thôi bây giờ mở rào đi nào. Mở rào. Bắt đầu đi Thịnh. Chào bạn, tới đây thì mình có món quà tặng bạn. Mình cũng có một món quà tặng bạn. Bạn cũng có thể mở ra được ạ, bởi vì là nó là một cái bánh kem ý. Nó cũng có ghi chữ. Bạn có thể mở ra để xem. Mà bạn cao mà đi giày cao gót, tâm ra thấy hơi để bên kia, đó. Kỷ niệm lần đầu gặp nhau ha. Rất là dễ thương ạ, cảm ơn bạn nhé. Bạn với tôi vậy đó hả? Cũng dễ thương ha. Rồi em ngồi đi, hai đứa ngồi rồi nói chuyện với nhau đi. Cho mình xin lỗi chứ là lúc nãy bạn giới thiệu ấy, nhưng mà nhỏ quá nên mình chưa nghe rõ tên bạn ấy. Anh có thể giới thiệu lại được không? Mình tên là Thịnh. Thịnh, mình lại nghe nhầm là tên là Thuận nên là mình mới hỏi lại. Bạn là tên Giang đúng không nhỉ? Ừ, mình tên là Giang. Khi mà ở bên rèm thì thực ra là mình cũng có tưởng tượng là bạn nữ đối phương là trông như thế nào á. Nhưng mà nói chung là mở rèm qua thì nhìn hơi cao quá. Mình thì cũng cao tới 1m73 đó. Kém chút xíu so với tiêu chuẩn của bạn. Thực ra mình không có tiêu chuẩn gì đâu. Rồi bây giờ mình quan điểm về tình yêu, quan điểm về hôn nhân như thế nào, các bạn có thể trao đổi với nhau. Bạn nữ trước đi ạ. Chắc người chồng của mình sẽ là người hiểu biết hơn mình. Kiểu như là người cho mình lời khuyên ấy. Ví dụ mỗi lần trong cuộc sống hay công việc mà có gì khó khăn ấy, chia sẻ thì mình sẽ chia sẻ với bạn ấy. Rồi bạn ấy sẽ cho mình những lời khuyên. Và hơn nữa là người đàn ông của mình sẽ là người mà sẽ biết lo cho mình. Mình thích một người đàn ông lãng mạn. Bởi vì bản thân mình cũng rất là lãng mạn. Bây giờ đầu tiên á, là em muốn là những cái điều mà em mong muốn ở cái người bạn trai á, thì chị nghĩ là đầu tiên em phải đổi cách xưng hô. Em phải tự áp đặt gọi bạn đó là anh. Tại vì khi mà họ là anh rồi, tự nhiên họ phải thấy mình phải có trách nhiệm với người em. Và như thế thì có nghĩa là em sẽ đạt được những điều mà em mong muốn. Như vấn đề mà em nói á, là về vấn đề trưởng thành thì anh chắc chắn là anh trưởng thành. Nói chung là anh trưởng thành, biết suy nghĩ. Còn vấn đề lời khuyên đó, nhiều khi anh khuyên nhiều quá sợ em nhàm chán thôi. Anh nghĩ gì về em đi sớm về muộn và vui chơi quá đà với bạn bè với đồng nghiệp? Nếu mà như thế, nếu mà ví dụ mà em có thể xác định mà trước khi em đi á, thì em có thể nói với anh là hôm nay là em sẽ đi với bạn, có thể là sẽ về trễ, anh cũng không cần phải chờ là thế này thế kia. Tại vì thực ra là anh đi làm cũng ít khi mà anh về trước tầm khoảng 10 giờ lắm. Thực sự là ít khi về trước 10 giờ. Thường thường nếu mà về sớm thì anh cũng đi công viên, anh đi dạo á, hít thở không khí xíu, chứ ít khi về nhà sớm lắm. Cái vấn đề mà em đi chơi thì có thể là em nên nói với anh. Cái vấn đề đó thì anh thông cảm lắm, không vấn đề gì cả. Giả sử như bọn mình mà quen nhau thì anh sẽ định bao giờ thì bọn mình sẽ kết hôn?
Nếu mà được nha, thì nếu mà muốn sớm còn tùy thuộc vào có thể là mong muốn của anh, nhưng mà còn mong muốn của gia đình em nữa. Ví dụ gia đình em mong muốn sớm hơn ý, thì có thể là mình cuối năm nay, đó là sớm nhất. Còn nếu mà trễ, nếu mà em đợi cho anh cái, có nghĩa là cái công việc của anh thì nó cũng ổn định rồi, nhưng mà ý là nó có nghĩa là tài chính khi mà nó dư dả hơn thì mình kết hôn thì nó, anh nghĩ thì nó sẽ không có áp lực nhiều nữa. Thì có thể là đợi thêm một năm nữa, nhưng mà nếu mà sớm nhất thì là cuối năm nay ạ. Hỏi anh một câu hơi tế nhị tí á, anh nghĩ gì về việc cưới nhưng không đăng ký kết hôn? Cưới nhưng không đăng ký kết hôn là sao ạ? Có nghĩa là giả sử như là mình cưới thôi, mình sẽ không đăng ký kết hôn, thì anh ok không? Không, thì thực ra thì anh cũng chưa nghĩ đến cái vấn đề nó sẽ như thế nào cả. Nhưng đấy, mà nếu mà nếu mà em thuyết phục anh để anh cảm thấy là như thế là hợp lý thì chắc chắn là anh sẽ ok. Chứ anh không có bảo thủ, có nghĩa là phải bắt em như thế này, em thế kia. Mà ví dụ em nói hợp lý thì anh sẽ làm theo, anh sẽ nghe theo. Nhưng mà lý do tại sao vậy? À, em chỉ hỏi anh xem quan điểm của anh như thế nào thôi. Bạn ấy chỉ hỏi để thử xem quan điểm của em ra làm sao thôi. Dạ. Đó, ví dụ như em đồng ý hay là không đồng ý thì em nói. Rồi, đó, bây giờ theo anh nghĩ là các bạn quan điểm thế nào về sống thử trước hôn nhân? Rất cảm ơn anh Quyền Linh vì có một câu hỏi rất là hay. Đấy, nó cũng như kiểu như thế. Thực chất thì nếu mà anh thấy thì cái vấn đề nó thực ra là ngày xưa thì người ta hay không thích cái vấn đề đó. Nhưng mà anh thấy nếu mà bây giờ cả bạn nam và bạn nữ đều muốn như thế thì mình sống thử với nhau không sao. Tại vì khi mà mình sống với nhau rồi, mình ở bên cạnh nhau thì mình mới biết hết được cái tật xấu là cái tính tốt người kia. Thì mình cảm thấy nếu mà chấp nhận được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Bạn gái có đồng ý quan điểm đó không? Không, theo em thì như thế nào? Thôi thì bây giờ em sẽ trả lời theo cảm xúc bây giờ ha. Thì em nghĩ là không ok. Không ok. Nghĩa là em sẽ không sống thử. Nhưng mà tại sao em lại đưa ra vấn đề là phải cưới mà không đăng ký kết hôn? Em chỉ muốn hỏi quan điểm của bạn nam, xem bạn nam sẽ trả lời như thế nào, chứ không phải là lời đề nghị của em. Bây giờ bạn trai có thể hát một bài nào đó để tặng bạn gái. Mình giao lưu tí âm nhạc đi. Tại vì hôm nay đến đây thì thực ra là cái cảm xúc nó cũng hơi lẫn lộn đó. Nên mà ví dụ mà nhớ bài nào thì hát bài đó thôi, chứ cũng không biết là biết hát bài nào hết á. Hát bài Em Ổn Không đi. Cuộc đời đã nói mình dành cho nhau, tại sao duyên trời chẳng thâu. Ngồi nghĩ đến em giờ nơi đâu, trời mưa ngầu rất lâu. Điều anh muốn nói là em ổn chứ, tình yêu đôi khi cô yêu chưa chắc đã về với nhau. Điều gì khiến mắt lệ tràn hoen mi, ngày em đi trời mất trí. Được rồi. Trời mất trí luôn rồi đó. Ngồi vào ghế, chuẩn bị bấm nút thôi. Bấm nút là trao duyên, là hẹn hò, là đồng ý yêu đương. Nhưng nếu các bạn không có rung động trái tim thì không cần bấm. Chúng ta để cái nút bấm đó cho rất nhiều đối tượng. Đừng lấy đi cơ hội của một người khác nếu như ta không rung động bằng trái tim của mình. Nào, chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1, 2 và 3. Hết thời gian. Như vậy là cô gái không bấm. Bây giờ tôi mới biết tại sao nè. Bạn này rất là khó tính. Bạn ấy đưa ra một số câu hỏi xoáy đáp xoay. Và cái câu hỏi đó khi mà trả lời không đúng cái suy nghĩ của bạn là bạn đã quyết định, đúng không? Thực ra chị Hồng Vân nói và em cũng đúng. Em rất là bất ngờ khi mà chị Hồng Vân nhận xét như thế. Thực ra em cũng không đến mức là khó tính lắm. Nhưng mà em bất ngờ hỏi một cái câu mà nghĩ gì khi mà mình chỉ cưới thôi, mình không đăng ký kết hôn. Thì bạn đã không thể đưa ra một lời trả lời nào cho em cả. Tức là phải đưa ra trả lời và giải thích có câu trả lời đó. Đúng không? Mình có nghĩa là nếu chị mà là em hồi nãy là chị biết ngay là em đã hỏi xoáy đáp xoay bạn này. Nếu là chị là không có chiều theo, họ đã cưới là phải đăng ký kết hôn. Đó là một cái điều bất di bất dịch. Thôi hôm nay thì có lẽ các bạn có duyên mà không có phận. Chúc các bạn sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình, một nửa yêu thương của mình. Dạ, cảm ơn anh Quyền Linh ạ. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Cảm ơn các bạn. Hoa nè,
Em cảm ơn chị. Em là nhân viên làm bánh tại công ty sản xuất bánh kem ạ. Em cũng làm cho một công ty bánh. Ít nhậu một chút rồi biết quan tâm gia đình hơn. Ít biết chưa gia đình là được. Không để tóc luôn được không? Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị. Xin mời. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời bạn trai giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia nghe luôn. Dạ em chào anh Quyền Linh và chào cô Hồng Vân. Dạ chào quý vị khán giả và chào bạn bên kia, em gái bên kia. Em tên là Nguyễn Văn Được. Nguyễn gì? Nguyễn Văn Được. À, rất được. Tôi thấy là không được. Rất tại được. Sao là anh Quyền Linh là cô Hồng Vân là sao? Không được. Dạ em xin lỗi chị Hồng Vân. Chị là thật rất được đúng không Vân? Rất được. Như vậy dạ, là em quê quán em ở Bến Tre. Dạ còn làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm lái xe. Được lái xe là lái xe riêng hay lái xe em lái xe công ty? Lái xe công ty tức dạ. Là lái xe gì? Dạ tải có du lịch đó. À, còn em? Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em xin chào anh Quyền Linh và tất cả mọi người đã có mặt ở đây. Và bạn trai bên kia em tên là Lưu Thị Hồng Loan, em 33 tuổi. 33 tuổi? Dạ. Wow, sao trẻ dữ vậy bé? Ủa được là nhiêu tuổi được? Dạ em 31. Bên kia 33 hả? Vậy là lớn bên đây 2 tuổi. Có ngại không vậy Được ơi? Dạ không chị. Không, đối với Được thì cái gì cũng được hết. Ừ em làm gì lắm? Dạ em là nhân viên làm bánh tại công ty sản xuất bánh kem ạ. Như vậy là có nghĩa là Được ơi em mới thích ăn bánh kem không? Dạ em cũng làm cho một công ty bánh nữa chị. Ủa vậy hả? Chở củ về rừng rồi. Rồi coi như hai bên ngọt ngào. Em nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng. Còn khuyết điểm của em là ít nói với lại hơi rụt rè trước đám đông mà. Hay quên ạ. Trời ơi, quên rồi làm bánh nhiều khi liều lượng quên sao? Em không có làm bên khâu làm bánh. Em chỉ làm bên khâu đóng hộp này kia thôi ạ. À, còn Được ơi. Dạ. Được được cái gì mà không được cái gì được? Em thì em không hút thuốc. Còn nhậu nhẹt thì em cho vui thôi. Còn ngoài ra thì cái gì em cũng biết chút chút thôi. Chứ gì không... biết chút chút luôn. Dạ. Có tật xấu gì không được? Dạ xấu em không có gì xấu hả. Rồi bên đàn gái cho đàn trai biết về đường tình duyên đi. Dạ em trải qua 2 mối tình rồi. Ừ. Mối tình gần đây nhất của em thì cách đây cũng 4 năm rồi. Quen được bao nhiêu lâu? Dạ gần 2 năm ạ. Nhưng mà do lúc trước em làm thu ngân á chị. Ừ. Do thời gian em không có nên chúng em từ từ ra cách nhau. À xa mặt cách lòng. Ừ. Rồi còn bạn trai có dạ. Mấy mối tình rồi? Dạ em 2 mối tình. Chia tay mối tình cuối là lâu rồi? Cũng 2 năm mấy gần 3 năm. À dạ. Tại sao chia tay được? Dạ tại vì em lái xe. Chỉ đơn giản vậy thôi hả? Dạ chỉ đơn giản vậy thôi. Cái cô ấy là không thích lái xe. Không có tin lái xe. Dạ. Mà nhiều người nói cũng không tin lái xe lắm. Dạ đúng rồi. Tao nói lái xe là hay đi đây đi đó có quen người này người kia lắm. Dạ. Đúng không? Dạ. Dạ đúng rồi. Trời ơi đúng luôn hả? Nhưng mà em chỉ làm công ty em đi sáng đi chỉ chiều về công ty thôi chứ không có đi lố ngày. Rồi em sao? Em có gọi là ngại cái vấn đề mà cái người bạn trai của mình là tài xế không? Dạ không ạ. Em nghĩ nghề nào cũng là cái nghề thôi, do bạn đó chân thật hay không thôi ạ. Chào em gái. Dạ, chào anh ạ. Bây giờ em muốn mối tình tiếp theo của em là người như thế nào? Thì cao hơn em tầm 1m60 đến 1m65 là được rồi. Cao hơn em có cao. Dạ. Rồi gì nữa? Thì ít nhậu một chút rồi biết quan tâm gia đình thôi. Ít nhậu, anh này ít nhậu lắm. Dạ. Quan tâm gia đình thấy cũng hiền. Ngoại rồi. Hình sao nè? Dạ vừa người là được. Có cần đẹp trai không? Rồi tóc bồng bềnh hay là này kia nọ không? Ừ, dạ không ạ. À. Đừng để tóc dài là được. Cái con trai để tóc vừa vừa thôi. Vừa vừa thôi hả? À, cái này có là không để được tóc không? Luôn được không? Dạ thôi không hết đừng hói. Nè những người hói thông minh nè, tình cảm nè, giỏi giang nè, yêu thương vợ nè, trung thủy nè, chăm sóc người yêu nè, lo lắng nè, chiều chuộng nè, cúi đầu nè, xin lỗi nè, mua quà cáp nè, lãng mạn nè, đó hói là vậy đó em. Chịu không? Nếu mà tốt tính thì chắc cũng được. Bạn trai. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nửa yêu thương của em thì cần biết cho gia đình là được. Chỉ bấy nhiêu thôi. Dễ không? Dạ. Chỉ yêu thương gia đình là được rồi. Anh hiền khô à. Dạ. Nha. Vân qua coi đi hiền lắm. Dạ chào em. Chào em. Dạ. Em ơi em có hình dung cái người bạn nữ bên rào bên đây như thế nào không? Dạ hình dung tính cách thì giống tựa như em. Bao nhiêu phần trăm khi mà trong đầu em suy nghĩ về cái người con gái bên đây?
khoảng 80%. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Hai người hiền quá à. Đúng rồi. Ừ. Em đi với ai vậy? Được. Dạ em đi với bạn bè. Dạ em chào chị Hồng Vân với anh Quyền Linh. Em tên là Trang, là bạn chơi với được cũng thân lâu lắm rồi ạ. Em cũng nói sơ về tính của bạn em á, là bạn em nếu mà quen ai mà thương thật lòng hả chị, thì bạn rất là lo cho người đó và bạn rất là có hiếu với gia đình. Nếu mà bạn nữ bên đây mà thích một người nam á, mà biết có hiếu và lo cho gia đình thì em nghĩ bạn nên chọn bạn của em ạ. Còn nói với bạn nữ á, thì em thấy bạn cũng hiền, ít nói, đầm tính. Nếu mà hai bạn mà khi mà dở màng á, thấy nhau mà hợp á, thì nên cho nhau cơ hội. Còn em? Dạ em đi với chị em, đi với cô em. Xin chào hai MC, tôi là mẹ của Hồng Loan. Thấy chàng trai cũng được nhưng mà sợ con của cô lớn tuổi hơn bên chàng trai có chịu không? Dạ không sao ạ. Tại vì cô có một đứa con gái à, nên cô mong chọn người nào thực tình để quan tâm về cháu. Nhưng mà cô thấy con rể tương lai này là hiền không? Thì mình cũng nhìn thấy vậy thôi chứ chưa biết được. Rồi thôi bây giờ vậy đi mở rào đi để cho hai bạn đúng tự rồi tìm hiểu nhau nha. Rồi mở rào. Em cũng có món quà nho nhỏ. Trời ơi, tắm cao qua rồi, coi là rau câu nhận lại. Cái này là từ tay em đổ rồi. Dạ, cảm ơn. Dạ. Còn cái này là gì em? Cái này là gì? Dạ. Cái này là em muốn anh tham gia trò chơi nho nhỏ với em ạ. À. Thấy được không ạ? Trong đây hả? Em có 3 lá thăm, anh bóc rồi anh thực hiện theo cái yêu cầu trong đây được không ạ? Nó khó quá lắm. Anh nghĩ anh chắc làm được á. Anh thử anh bóc thử một trong ba hát có một thử thách nhẹ với bạn nam. Bạn hãy nói một điều bí mật, một điều bí mật về anh đây là hôm nay anh đến đây là hiện tại là công ty không biết. Cũng được, gia cũng là bí mật không? Dạ gia đình biết. Rồi còn cái gì nữa không? Bóc thêm lá nữa đi. Nè anh muốn tham gia nữa không? Nữa. Nè em có 3 cái. Em nghe lời anh Quyền nha. Này khó quá anh Quyền Linh ơi, anh trai. Bạn hãy nói một lời thả thính. Nói lời thả thính mà khó cái gì? Trời ơi khó cái gì? Cái này mà có cái gì đó mà khó chứ. Em đó giờ chưa bao giờ nói một lời thả thính thì sao em thả thính được? Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, trứng rán cần mỡ. Yêu anh không cần cớ, cần bạn cơ. Anh ơi, đó. Rồi bắt đầu. Bắp cần bơ, anh cần em, nói đại vậy luôn đi. Nói gọn đi. Nào, 2, 3. Nó không được anh ơi. Thôi bỏ qua cho anh em. Thôi về đây đi được rồi, dạ. Nó hiền quá à. Em thấy không, hiền tới mức mà không biết thả thính luôn đó. Vậy mà sao mà có chuyện lăng nhăng ở đây được. Đó, tin chưa? Dạ. À, bây giờ em thử thách ngược lại bạn này. Vậy bạn nữ nói một cái điều bí mật của bạn nữ đi. Bí mật của em à? Hiện giờ vẫn còn ngủ với mẹ. Rồi, thả thính đi nào. Thả thính hả? Sao, được không? Dạ. Thấy ôi chưa, mình làm không được, mình đi mình thử thách người ta hả? Qua cái cuộc chơi nhỏ nhỏ game, mini game vậy đó. Nhưng mà cũng biết được cái tính con người ha. Rồi, hai bạn cảm nhận về nhau đi. Anh thấy em thì cũng được. Cũng ít nói, cũng hiền. Dạ. Thì em cảm nhận bạn nam cũng hiền à, cũng hơi rụt rè, hơi nhút nhát. Tôi đảm bảo hai người này mà hẹn hò nhau ở công viên là xung quanh cỏ bị mất hết, không còn một cây nào luôn. Hẹn hò sao? Vậy thì công việc của em thì sẽ hẹn hò được thời điểm nào? Em chỉ đi làm từ 8 giờ đến 4 giờ thôi. Còn buổi tối thì em rất là rảnh ạ. Dạ nếu mà mình làm quen được thì bao lâu em cảm thấy sẽ bước tới được? Thì tùy vào tình cảm mà bạn mà đến lúc nào đó muốn được thì mình tiến tới thôi ạ. Vậy anh hỏi em chứ nếu mà lập gia đình thì em sẽ thích bao nhiêu người con? Em thì mong nhà em thì ít người, có mình em thôi, em cũng muốn có nhiều. Nhưng mà tùy thuộc vào kinh tế của hai đứa nữa chứ. Bây giờ em thấy người đối diện có phải là một nửa yêu thương của mình không? Dạ cũng có. Em có đủ chăm sóc cho cổ không? Dạ đủ. Lấy nhau ở đâu? Dạ ở đâu cũng được. Ai lo chỗ ở? Dạ đương nhiên là em thôi. Em lo ở đâu? Dạ có thể là ở nhà trọ. Nếu mà ở nhà bên cô ấy được thì ở, còn nếu ở không được thì về nhà em ở. Nhà em ở đâu? Nhà Bến Tre. À đó. Dạ. Phải nói rõ cho cụ thể cho cô ấy hình dung được á. Dạ. Rồi coi như anh hỏi giùm em đó. Dạ. Cái hình dáng như thế này, chiều cao vậy là em thấy ưng chưa? Dạ tốt ạ. Tốt không? Khuôn mặt vậy là em ưng chưa? Dạ được ạ. Cái tóc vậy được không?
Dạ được ạ. Được luôn rồi, bây giờ lướt qua cái vụ kia luôn phải không? Dạ. Rồi vậy là thấy là rồi, cũng bấm thôi được rồi đó. Hả? Đây là quyết định riêng của chúng ta. Nếu thật sự rung động, thật sự đây là một nửa yêu thương của mình thì trao nhau cơ hội bấm nút. Còn nếu không, cảm giác không thì không cần bấm. Chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đã bấm. Rồi. Nắm tay nhau đi được rồi đó. Không lẽ nắm tay tôi phải kêu nữa. Bây giờ cặp này yêu chắc tôi phải đi kế bên gì đó. Được không? Dạ được. Nếu mà kêu đi hai người yêu đương thì phải bao 4 ly cà phê. Hai đứa tôi ngồi hai bên. Có gì thêm vô. Đây nè, ta cứ gầy nè, rủ rỉ. Cứ gầy đổ dầu vô lửa. Nói đi. Đổ ghê không? Rồi đi trồng cỏ lại cho người ta nữa. Trời. Thấy cảm giác nắm tay sao em gái? Dạ hơi run. Em thấy thì sao nè? Dạ ấm. Đó, rồi bây giờ làm cái thủ tục đi nè. Bây giờ đừng có nói cái này không làm là bỏ qua cơ hội này ha. Hôn cái hôn đầu tiên cho má của dạ, người con gái ấy. Dạ, hôn. Dạ. Trời, hôn cái hôn liền thấy không? Chưa nói cái gì cũng không nói cho mà kêu hôn cái hôn liền à. Dạ, này dễ làm hơn hả? Dễ làm hơn, trời ơi. Hôn dễ. Đây là món quà dành cho các bạn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nào, hẹn hò điện thoại cho tôi nha. Dạ. Mối tình này có thành hay không do tôi. Trời ơi. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Cũng rất là mạnh mẽ, hầu như mọi người xung quanh em thì sẽ thấy em rất là lạc quan. Em thì cũng ưu điểm thì coi như là cũng hòa đồng và vui vẻ. Tại vì em cũng tự lập á, nên thành ra em cũng muốn là cái người đàn ông đó cũng tự lập, mới có trách nhiệm. Ngày trước thì có đã kết hôn. Em với bà xã sống bao nhiêu, trong bao lâu? Sống được 7 năm rưỡi. Thì em cũng có một lần đổ vỡ hôn nhân. Ồ, dạ. Vậy hả? Cũng tụi em cũng ly dị cách đây 4 năm. Mời nhà trai. Rồi, mời đi em trai. À, xin mời nhà gái. Hôm nay các bạn thật là có duyên. Chúng ta mới gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Sau bao nhiêu vất vả khó khăn, chúng tôi tìm kiếm hai cái hồ sơ gần như rất hợp với nhau. Hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ có nợ với nhau nữa. Bây giờ mình trò chuyện thông qua cái hàng rào đó để xem mình cảm nhận thế nào. Rồi chúng ta sẽ cùng gặp mặt nha. Mời nhà trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào và em. Chị Hồng Vân. Và chào bạn bên kia, và chào toàn bộ khán giả nữa. Em tên là Lưu Quốc Duy, năm nay 40 tuổi. Em sinh ra ở Thái Bình và đang làm việc và kinh doanh ở Đồng Nai. Làm gì Duy? Em kinh doanh nội thất. Kinh doanh nội thất. Mời Đồng nhà Nai. Gái. Rồi, mình giới thiệu đi cưng. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Diệu Thúy. Em năm nay 33 tuổi. Trời ơi, thiệt không? Dạ. Thúy 33 tuổi hả? Dạ. Thực sự nhìn tưởng 23. Dạ, em không cảm ơn ai chị có thể mà nói em là con số mà trên 3 được luôn á. Dạ, thì em quê ở Cần Thơ. Tuy nhiên thì em có chuyển lên Sài Gòn học và làm việc. Thì cũng gần 18 năm rồi. Thì hiện tại em đang làm trưởng phòng mua hàng của một cái chuỗi bán lẻ. Cô gái rất là nhí nhảnh trẻ trung đó. Bên nhà trai ơi, thôi vậy sẵn em nói luôn cái ưu điểm và khuyết điểm của em đi. Dạ, điểm mạnh của em thì vì em sống tự lập từ nhỏ nên thành ra em rất là nhanh nhẹn, tính cách cũng rất là mạnh mẽ. Nên thành ra là hầu như mọi người xung quanh em thì sẽ thấy em rất là lạc quan. Còn điểm yếu thì đó cũng là điểm yếu của em luôn. Tức là khi mà mình tự muốn làm mọi thứ một mình á, thì thỉnh thoảng cái người bên cạnh của mình sẽ cảm thấy hơi cô đơn một chút. Mình mạnh mẽ quá mà, dạ, đúng không? Rồi. Còn bạn Duy?
Em thì cũng ưu điểm thì coi như là cũng hòa đồng và vui vẻ. Ừ. Và vui vẻ cười tươi lên nào. Dạ. Hơi căng thẳng đúng không? Ừ. Lần đầu tiên đúng không? Lần đầu tiên lên sân khấu có điểm yếu gì không? Đôi khi kinh doanh là quyết đoán nó hơi nhanh. Quyết đoán hơi nhanh trong kinh doanh. Dạ. Dĩ nhiên. Đôi khi là đấy như từ lĩnh vực bên bán đồ điện tử chuyển sang bên nội thất. Bên nội thất chỉ có trong vòng chưa đến 2 tiếng là đã đặt vé máy bay bay về ngoài đấy là học và chiến đấu ngay. Ừ. Tức là quyết đoán trong kinh doanh ha. Dạ. So với đó kinh doanh điện tử bây giờ kinh doanh nội thất thì cái nào tốt hơn rồi? Thì kinh doanh điện tử nó bị thất bại đâm em nhảy sang bên nội thất. Đúng rồi, mình phải chuyển liền, thấy không được là chuyển liền. Mình có mấy mối tình rồi Duy? Thì ngày trước thì có đã kết hôn. Đã kết hôn. Và ly hôn cách đây 4 năm mà ly thân là 5 năm. Em với bà xã sống bao nhiêu trong bao lâu? Sống được 7 năm rưỡi. 7 năm rưỡi có mấy cháu rồi? Có 2 cháu ạ. Cháu lớn nay 14 tuổi. 14 hả? Con trai hay con gái? Con trai. Còn đứa thứ hai? Bé năm nay là 8 tuổi. Là con gái? 8 tuổi con gái. Đang sống với ai? Sống với mẹ. Sống với mẹ. Hiểu rồi. Và bên đây mình nghe vậy là mình có cái cảm nghĩ gì ngay lúc này? Thì em cũng có một lần đổ vỡ hôn nhân. Ồ, dạ. Vậy hả? Cũng tụi em cũng ly dị cách đây 4 năm. Nhưng mà tụi em thì chưa có cháu. Nên thành ra là cái suy nghĩ nếu như mà có một người bạn mới và có thêm hai đứa trẻ đó thì cũng khá là vui. Như vậy là hai bạn cũng có hoàn cảnh đúng hơi rồi, gần hoàn gần cảnh giống nhau ha. Hai các bạn đã lỡ một chuyến đò rồi ha. Hy vọng ngày nay chúng ta sẽ có duyên để đi trên chuyến đò mới. Đúng. Để đi đến bến bờ khát vọng của tình yêu nha. Hai, chào bà mối kìa Duyên. Chào chị. Em có thường xuyên về thăm hai cháu không? Em cũng thỉnh thoảng. Vậy hả? Thỉnh vẫn thoảng. Phải trợ cấp đúng không? Dạ, vì trợ cấp thì em đưa một lèo. Đưa một lèo. Dạ. Tức là đưa từ đưa lúc một lần. Ly dị luôn. Đưa một lần thì từ hồi đấy giờ là người ta là không cho nói chuyện với bố nữa. Có nghĩa là đất đai các thứ ở Bình Dương là em cho hết. Từ lúc đấy giờ đi là người ta không có cắt, không cho điện nữa. Không cho con gặp dạ. Cha luôn. Đúng rồi, đúng. Ồ. Trời ơi. Thôi, lá rụng cũng về cội thôi. Ờ. Đàn trai làm trai số nó khổ lắm Vân ơi. Thân trai 12 bến nước. Đôi khi nó lựa trúng bến đục nó cũng tội nghiệp đàn trai lắm. Trai khổ. Trai khổ. Thương quá à, thật trai sự. Trai đời đại 4.0 cũng khổ lắm. Ừ. Do số phận hết á. Thì bây giờ biết đâu á, sau cái hôm nay á, thì là cái điều đó nó lại làm một cái động lực để mà cho hai bạn gọi là đến với nhau và mau chóng có được một cái mái ấm mới. Và có được niềm vui mới. Rồi vậy đi. Đúng không? Cháu đúng trai rồi. Cháu gái tại vì bên đây nhà nữ tôi là chưa có em bé. Từ từ cũng có thôi. Ông có hiểu không mối? Thành ra hiểu. Là bây giờ nếu mà hai người đến với nhau thì chắc là tôi khuyến khích nhà gái tôi là có em bé liền đó. Ừ, để sớm đúng không? Ừ. Vậy là cái mong muốn của em với cái người bạn đời tiếp theo này thì em mong muốn điều gì? Em chỉ cần là sống mà có trách nhiệm một chút và với hai nữa biết chia sẻ trong công việc làm ăn thì ví dụ mình kinh doanh ấy, mình là phải biết là trao đổi với nhau. Ừ. Để ví dụ như muốn kinh doanh cái gì đấy là mình trao đổi với nhau để mà mình cùng làm việc. Rồi còn về ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì dễ nhìn chút là được rồi. Dạ. Ừ. Nhưng mà quan trọng có tâm là chính. Dạ. Rồi. Giờ ông tiếp xúc nhà với nhà gái tôi chút xíu nha. Rồi, cứ che nhà gái hoài vậy. Ông đừng có gọi bằng cháu nha, tại vì nhìn cái mặt tưởng là nít nha. Đó, nhưng mà đây là một cô thiếu nữ lên. À, rồi chào em gái. Trẻ dễ sợ không? Xinh xắn mà. Hả? Trẻ rất là quá, dễ thương, mặt trẻ rất là nét luôn á. Ừ. Em muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Tại vì em cũng tự lập á, nên thành ra em cũng muốn là cái người đàn ông đó cũng tự lập với có trách nhiệm. Còn ngoài ra thì ảnh theo hiện đại chút xíu cũng được. Nói chung là tốt bụng. Tốt bụng. Dạ. Ừ. Anh tốt cũng bụng chỉ yêu cầu em có tâm và em cũng yêu cầu anh tốt bụng. Thấy hai người này là thấy có cái điểm chung rồi đó. Ừ. Nhưng mà cái hoàn cảnh bây giờ nó đúng là cái đường đi nó cũng hơi khó khăn. Duy ở Bình Dương đúng không? Em ở Đồng Nai. Đồng Nai chỗ nào? Em ở ngay cầu Hóa An ạ. À, cầu Hóa An, còn đây ở Bình Chánh. Em ở Bình Chánh. Bộ xa lắm mà, có hai chữ Bình mà không có gần luôn à. Không. Hồn. Nó hai chữ Bình nhưng mà nó bình bình thôi. Không xa cũng không gần. Nếu mà tình yêu đủ lớn thì có thể đến với nhau. Gia đình em thì vẫn có nhà ở dưới Cần Thơ. À. Nên thành ra là ba mẹ thì vì cũng còn hai bà yếu ở dưới. Nên thành ra ba mẹ cũng đi về về. Thì hiện tại nhà đã là hai nhà rồi. Một nhà Cần Thơ với một nhà ở Sài Gòn rồi. Sài Gòn ở với ai? Dạ em ở với em gái em. Em gái? Dạ. À.
Nhà riêng thì, mình đó hả cưng? Dạ đúng rồi. Ồ là đã mua nhà ở Sài Gòn rồi. Nào? À, em ở ngay khúc vòng xoay Anh Lạc á anh. À vậy là dạ. Gần quá. Thế thì gần chỗ mấy thằng bạn anh rồi. Đừng thứ. Đừng có nói gần mấy thằng bạn. Không không, mấy thằng bạn nó đang làm kinh doanh ở đấy. Quan trọng là gần em thôi. Liên quan luôn á. Thì ý em hay lên chỗ ông bạn. Lên bạn hay ở đó luôn đi, được không? Hay lên trong mình bạn. Chuyển qua đó mình kinh doanh đồ nội thất, vòng xoay An Lạc quận 6 được không? Thì kinh doanh đấy thì chỗ nào cũng được anh nhỉ. Riêng đất rồi. Sài Gòn ở chỗ nào cũng được nhưng mình mà có chỗ là mang tốt là mình có thể về được đúng không? Dạ. Cái đấy rất quan trọng. Đó là nãy giờ mình trao đổi qua lại rồi bây giờ hỏi ý kiến người thân coi sao. Ừ. Dạ. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với ba mẹ. À, xin chào đại diện nhà gái. À, xin chào hai MC, xin chào tất cả mọi người. À, tôi là mẹ của cháu Thúy. Thì Thúy ở nhà là đứa con rất là ngoan, sống có trách nhiệm. Ở trường ấy thì thầy yêu bạn mến, đi làm thì đồng nghiệp cũng rất là thương. Thì hôm nay là có 4-5 người bạn đi theo luôn đó. Mẹ thấy anh bên này cũng rất là chững chạc và cũng trông rất là phúc hậu hiền lành. Mẹ mong là hai con là cho nhau cơ hội. Tới đây gặp là cái duyên rồi. Mình cho nhau cơ hội tìm hiểu, tiến xa hơn thì tốt. À, xin hết. Thấy nhà gái thể hiện mức mà nói không dám nhìn luôn sợ. Nghe nói tới ba mẹ nhà gái cái mặt rung coi như xanh lè chứ. Cười tươi lên nào, cười tươi lên lấy thiện cảm nào rồi đồng chí Duy. Đã rung nay còn rung hơn đó Duy. Thôi, Duy đi với ai? Em đi với ba chị, em với một ông anh. À, mời đại diện nhà trai. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Và em chào xin gia đình họ nhà gái. Và thì em thấy em Duy nhà em thì có rất chừng là có trách nhiệm đến gia đình. Vâng, với lại em sống cũng thẳng và em Thúy bên này thì cũng có một cái rất chừng là mạnh mẽ. Và em thấy hai em này cũng nên cho nhau một cơ hội để cho các em tiến tới có thể xa hơn. Em xin cảm ơn. Cảm ơn hai gia đình nha. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Đưa lên nha, mạnh mẽ lên nào Duy. Bắt đầu đi. À, mình nhận hoa của mình trước đi, mình nhận hoa trước rồi mình tặng quà sau. À rồi, chào. Rồi anh dạ, tặng em. Nó lớn lên Duy. Em tặng cho bạn anh, rồi. Dạ. Anh tặng chứ, anh rồi, tặng em. Em tặng cho bạn đây rồi. Thì cứ gọi là bạn đi. Dạ. Sao bạn được người hơn người ta đến gần chục tuổi mà lại thì bạn gì? Quan bản này em đi ai cũng thế, em chưa biết như thế nào nhưng cứ gọi là bạn ạ. Dạ. Em cảm ơn anh. Ừ, em. Dạ đó, em cũng có rồi, quà đó, tặng đi. Đứng đó, đứng đó chưa? Tới gần nữa. Em tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Đây là một cái quyển sách cũ. Nó giống như là một cái ý nghĩa là cái giá trị của một người á, nó không quan trọng cái chuyện là nó mới hay nó cũ. À, nó quan trọng ở cái chuyện nội dung của người đó. Và cái quyển sách này em rất là quý vì quyển sách này là của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Và em đã xếp hàng để mà chú Ánh ký tên vào đó. Nên em đã giữ 9 năm rồi thì giờ em tặng anh. Rồi, cảm ơn. Trời ơi, sao em lại có thể gọi là trao một cái mà nó quý của đời mình như vậy cho người ấy vậy? Cảm ơn em. Rồi. Coi như gặp đây có duyên chị. Mở ra coi cưng, mở ra coi. Cái sách tựa gì vậy? Dạ. Yêu em đi anh hả? Dạ không. Em cũng không rành cái quyển sách này. Nhưng mà em phải biết cứ đọc lắm. Nhưng mà thôi thì em về em đọc. Ừ, quý là quý ở cái gọi là cái sự mà bạn này bạn giữ quá lâu. 9 năm xin cho bạn được cái chữ ký. Gặp chị là chị không có tặng đâu, chị tặng cái khác dễ mua hơn. Tặng cái sách đó mà không có chữ ký. Vậy là em đủ biết rồi đó ha, ok ha. Rồi đó, ngồi nói chuyện đi. Sách là quý lắm á. Thực chất nếu một người nào khác thì họ không tặng cái sách có chữ ký đâu. Họ giữ làm kỷ niệm sẽ tặng vì một quyển sách nào em khác. Em ở nhà thì cứ tầm 3-4 giờ sáng là em toàn nghe sách nói không à. À vậy à. Nhưng mà đọc sách rất là thú vị nha. Chúng ta nghe nói chưa chắc ta đọc. Ta đọc hay hơn nhiều, đọc mình cảm xúc hơn nhiều. Mình đọc mình nhớ nhiều hơn nữa đó. Mình tự đọc mình tưởng tượng đúng nó rồi. Ngộ lắm, không giống ai đó. Anh đã có 2 cháu rồi á. Đúng thì rồi. Anh nếu như mà đi tiếp một bước nữa thì anh có ngại có thêm em bé không? À không, cái đấy thì anh không ngại. Dạ. Vì nếu mà một gia đình mới thì mình phải có con cái để cho nó vui vẻ. Với hai nữa nó có cái sự ràng buộc. Dạ. Cái đấy thì anh không ngại. Mà thậm chí là cũng phải có 1-2 đứa nữa. Đấy dạ. là chuyện là bình thường. Lúc mà anh chia tay với vợ cũ á thì lý do có thể nói cho em lý do tại sao mà chị không cho anh gặp con không? Khi mà anh quyết định ly hôn rồi đấy thì ly thân là 5 năm mà ly hôn đến nay cũng
3-4 năm rồi thì không còn tình cảm nữa thì ly hôn, thì cô ta thì muốn là quay lại. Nhưng mà anh quyết định không, thì cái từ cái sự đấy trở đi là quyết định độc chiếm, không có muốn cho cho gặp. Vậy anh cũng không có cách nào để liên lạc với hai bé? À có chứ, có liên lạc thì thông qua các anh chị bên nhà bác thì vẫn biết bình thường, nhưng mà chẳng qua không trực tiếp thôi. Như em suy nghĩ như thế nào về cái chuyện hôn nhân? Em nghĩ là cái hôn nhân nó là cái phát triển cao hơn của tình yêu á, nên nó sẽ phải giúp mình thay đổi bản thân mình để phù hợp hơn với cái người bạn cùng với mình. Với thứ hai nữa là cũng giúp cho cả hai tốt hơn, thì đó là cũng một điều tốt. Thì em nghĩ hôn nhân cái ý nghĩa thiêng liêng của nó là như thế. Nếu chỉ kết hôn để có con thì không phải là suy nghĩ đó của em. Đúng rồi, vì theo cái chuyện hôn nhân đấy là cái chuyện mình sống cả đời. Mà mình có duyên nợ mình mới đến nhau. Cái đấy thì anh biết. Còn trong hôn nhân đấy đã là vợ chồng ấy, thì phải là cùng một chí hướng. Đấy, cái đấy là quan điểm rõ ràng của anh. Và với hai nữa, cha mẹ hai bên đấy là cũng phải là như nhau. Có nghĩa là đối xử như nhau, không có phân biệt. Ý là mình đối xử cha mẹ mình như thế nào thì cha mẹ vợ mình đối xử, hoặc là cha mẹ chồng vợ như thế nào thì cha mẹ chồng mình cũng phải đối xử như thế. Cái đấy là quan điểm của anh. Đấy. Duy nói cho bạn gái biết mình có gia trưởng hay không? À không, gia trưởng thì anh không có gia trưởng. Và với hai nữa thì về nhà đấy thì nói chung là toàn bộ là bố mẹ quyết định hết, chứ còn anh không có quyết định gì hết. Mà với hai nữa, với các thứ em lúc nào cũng không có quyết định. Vì sao? Mình vui vẻ là mình không có cái chuyện gia trưởng. Sao? Em về nhà là bố mẹ quyết định hết hả? Dạ thì ví dụ như nếu mà em mà muốn mua cái gì đó thì để ông bà ấy mua, chứ còn em cũng không quyết định là em mua cái gì đó, hoặc là em nó ấy không mua. Chuyện em muốn mua gì thì em có họ bố mẹ quyết định hay là em quyết định? Bố mẹ quyết định. Em muốn mua gì bố mẹ cũng quyết định luôn. Em ý là về nhà đấy, là về nhà là bố mẹ quyết định. Chứ còn ở trong đây thì em tự lập từ nhỏ. Đấy, chứ còn ở trong đây thì em quyết định. Thì vợ em muốn mua điều gì đó thì em quyết định hay là bố mẹ em quyết định? Không, cái đấy là em quyết định chứ vợ chồng quyết định rồi, chứ khỏe. Còn để không... hỏi cho rõ cái chuyện đó nha. Nãy nói cái chuyện gì để bố mẹ em quyết định thì anh cũng hơi lo. Ý anh nói là về gia đình. Chứ còn chuyện nói chung ba mẹ quyết định là đúng đó. Nhưng mà có những cái điều riêng là mình phải quyết định, mình có phải có cái gọi là cái chứng kiến riêng của mình. Đúng rồi. Anh có ngại quen người nhỏ tuổi hơn quá không? Tại vì em cũng sẽ thường xuyên đi chơi, em cũng có nhiều bạn bè, mối quan hệ của em cũng rộng. Tại vì mình cũng làm ở công ty thì mình cũng có nhiều mối quan hệ với nhà cung cấp nè. Em sẽ có nhiều thời gian bên ngoài nhưng mà vẫn có thể cân bằng ở việc ở nhà không? Thì nói chung công việc ấy thì anh không có ngại gì hết. Vì sao? Đấy là mình cái giao lưu xã hội, mình phải làm ăn là mình thế, kể cả anh cũng thế. Chứ không phải không, có mối quan hệ thì mới có làm ăn. Cái đấy là chuyện không sợ. Vì nếu mà đã một người đi rồi thì một người ở nhà phải đạo diễn. Thì cái đấy thì giữa cái đấy là anh cân bằng được hết. Thế nên không sợ. Đấy là nếu mà về gia đình. Vì anh đã là quá là vấp ngã với hai nữa trưởng thành rồi. Thì anh hiểu được cái gia đình như thế nào rồi. Nếu mà có cuộc tranh luận quyết liệt thì ai trong hai người sẽ là người xuống nước và xin lỗi? Nếu mà nói về cãi nhau, ví dụ xô xát ấy, hai vợ chồng ấy, thì tốt nhất là anh, thì anh cũng chẳng có muốn nói nhiều. Chỉ nói một hai câu, còn nói nhiều quá ấy, thì anh cũng như bố anh thôi, thì lửng đi sang nhà khác xong rồi về. Nhà khác là thì nhà nào anh? Ý là ở quê là sang nhà bên cạnh rồi chơi tí rồi bắt đầu nó. Em tưởng qua nhà cô khác. Không, ở quê thì nhà hàng xóm. Đấy, như thế. Chúng ta đã lỡ một lần đò đó, bao giờ chúng ta có thể sắm đò mới đi tiếp nào? Tại vì ba mẹ em cũng lo em là tuổi cũng lớn rồi đó, thì nên ba mẹ cũng đốc thúc đi cái chương trình này cũng lâu lắm rồi. Mình đi cũng là một cách để mình thử xem là cái việc mà mình đang muốn làm á, mình có làm được hay không. Với thứ hai nữa là mình cũng muốn để cho ba mẹ vui lòng. Nhưng mà em nghĩ lên đây rồi thì có lẽ là em tìm hồ sơ để phù hợp á, cũng đã lâu rồi. Thì nếu mà gặp được anh thì cũng là một cái duyên. Em nghĩ nếu mà dành thời gian tìm hiểu thì em có thể tìm hiểu từ khoảng 6 tháng đến 1 năm thì có thể đám cưới. Thì nếu mà mình đã về, ví dụ về một nhà đấy, thì tất nhiên là mình phải về một giường một mối cùng phát triển. Chứ còn mỗi người làm một cái thì nó tất nhiên là nó cũng ấy hơn. Đấy, mỗi người nơi cũng mệt ha. Dạ, cũng hơi mệt. Mình mong con trai hay con gái? Thì nói chung là con nào cũng được anh. Con nào cũng được ha. Thời buổi giờ con nào cũng được. Còn em? Em cũng vậy luôn, con nào cũng được. Đúng rồi, con cái là trời sinh. Bây giờ thế này, Duy bước tới nắm tay bạn gái và nói tất cả những cái gì mà mình đang suy nghĩ tận đáy lòng của mình nha. Nghĩ sao đối vậy? Cảm xúc từ nãy giờ thế nào?
xác định mình đến với nhau ấy, thì anh cũng là cái chỗ dựa cho em, che cho em lúc mưa lúc nắng. Okay. Thật ra thì tại vì công việc thì em rất là mạnh mẽ với tự lập, nhưng mà tất nhiên là phụ nữ thì sẽ luôn luôn có những cái lúc mà yếu đuối á, thì em cũng mong là cái đấy anh che chở được. Dạ. Ok. thì anh cũng hứa coi như nếu mà có chuyện gì đấy thì anh sẽ là cây cổ thụ chống cho em. Dạ. Đấy thôi. Cảm ơn. Cứ nắm tay để ta trao nhau những cảm xúc để xem khi mà buông tay ra mình có gọi là sao xuyến gì hay không. Thì em nhìn nhau thì đi, hát một đoạn nào đó. Em sẽ hát bài Ta Có Hẹn Với Tháng Năm nha. Hẹn nhau giữa tháng năm, khi trời đang nắng, hoa cơn mưa đầu mùa, để cơn mưa tươi mát những lắng lo, ngày bên nhau đón đưa, tình yêu hãy giữ yên đây trong vòng tay ta. Như thế, vì có em, đời ấm êm, mình có nhau như ngày xưa đã từng. Dạ xong. Hay quá vậy. Bạn gái hát rất hay nha. Bạn gái này là hơi bị đa tài đó nha. Tháo vác xinh xắn. Đúng rồi, mà người mà đọc sách nữa đó là còn tuyệt vời hơn nữa. Detox không khí từ trong ra ngoài. Hai bạn để tay vào nút bấm. Chúng ta đã nghe ý kiến của người thân. Chúng ta đã nắm tay nhau, đã nhìn thẳng vào mắt nhau. Mình kiểm tra lại xem đây có phải là một nửa con tim của mình hay không. Nếu đúng, bấm ngay cái nút đó, không cần đếm. Nếu không đúng, không cần bấm. Quyền quyết định của các bạn. Bấm là phải có trách nhiệm với nó nha. Rồi. Nào. Sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Trời ơi, nhịp tim rất là đồng đều luôn. Rất đều. Đấy, hãy nắm tay nhau. Bắt đầu từ bây giờ, không phải bắt tay. Nào, nắm tay thế nào? Xen tay vào nhau nào. Thấy chưa? Tình yêu bây giờ 4.0 rồi nha. Nhanh gọn lẹ. Không là bạn mình nó nhanh hơn mình đó. Hiền, nhát nữa. Anh nghĩ rằng là em gái cũng có thể chủ động trong tất cả công việc. Bây giờ đừng có lo. Quan trọng là hạnh phúc của chúng ta thôi. Nào, hãy nói gì với ba mẹ của bạn gái đi. Dạ, con chào hai bác ạ. Chào anh. Con cũng xin phép cho con được tìm hiểu em Thúy. Nếu mà đi đến được với nhau thì con cũng là chỗ dựa và che chở cho em suốt đời. Và xin phép luôn, hai bác cho con xin hôn em Thúy. Cái hôn đầy yêu thương. Rồi, con xin phép ạ. Thôi, anh xin phép nhé. Hãy cố gắng giữ lấy mối tình này. Hãy cố gắng để phát triển cái tình yêu nó thăng hoa. Hãy cố gắng chúng ta làm nhanh, gọn, lẹ. Có thể từ đây tới cuối năm luôn nha. Hôm nay thì cái sự chứng kiến của gia đình, anh nghĩ rằng là một cái cuộc hội ngộ, một cái duyên và một cái nợ đó gần đến rồi đó. Cố gắng nha, cố gắng lên nào. Đừng buông tay ra, nắm lấy tay nhau. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ phong ba bão tố nào, nếu thật sự là yêu nhau, hãy nắm tay nhau nha. Chắc chắn rồi. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vinakioi, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chương trình tặng bạn kem chống nắng, chống lão hóa, bảo vệ da khỏi tia UVA, UVB, ánh sáng xanh. Đến từ dược mỹ phẩm Relasteel của Ý, thương hiệu về tính đàn hồi cho da đã có tuổi đời hơn 50 năm, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Khuê Cosmetics. Sản phẩm thuộc bộ sưu tập kem chống nắng được ưu chuộng nhất năm 2021 của Relasteel. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Đây, giữ lấy quyển sách của Nguyễn Nhật Ánh có chữ ký quý lắm, đọc xong rồi có thể để nhà bạn gái cũng được, hai người đọc chung. Chúc các bạn hai đứa hạnh phúc nghe. Chúc các bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Em chẳng có mai.
cháu chơi được nhiều môn thể thao, bóng đá, bóng chuyền, bia, cờ tướng, cờ vua, bóng bàn. Dạ, em cũng biết chơi thể thao, em biết chơi bóng bàn giống như anh bên kia đấy. Dạ, điểm yếu của em là nấu ăn không được giỏi lắm. Cháu biết nấu ăn, cháu nấu được nhiều món ăn mà nhiều người thích. Em có thể biết hát, biết nhậu, biết kiếm tiền luôn. Nhậu được anh nấu đồ nhậu cho em nhậu nha. Dạ được ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy trên kênh HTV7 là truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.